biết gì nhiêu vào được chưa không biết nữa. Biết gì nhiêu vào được chưa? Nhiên nó dậy đừng nãy giờ đó. Nhảy đừng còn hơn con quê nó nhảy mấy ngày hôm nay rồi. Biết mà hái vô được chưa biết nữa. Nó vô không được mà dậy đừng nãy giờ. Đang nằm mà má dựng đầu vậy. Vô là ủa giờ sáng không còn còn có cái này thế hả? Còn có cái này làm sao lên? Còn có cái này nè. Cái này ít, cái này ít, khó lai lắm, nít này ít khó lai lắm. Nhắc nè. À. Khao vào rồi, khao vào rồi là ai ta? Khao vào rồi là ai vậy? Vô đây tám chuyện mấy ba que mấy bữa hôm nay chứ. Thằng Vova mà nghe mà bắt được ha, trời ơi mình mừng lắm, mình thích lắm. Nghe Vova mà bắt cái hả, cho nó lấy ngồi nó xỉ, cho nó mời lên uống nước trà. Cho nó Hà Mi nói ai? Nhảy được hả? Nó vào quê. Nó nhiên á, nó nhiên quá. Nhiên nó bực mấy ngày đấy nó còn nhảy hơn Vova nữa đó. Nhiều mấy ngày nó còn nhảy hơn bao qua nữa. Em chưa like bao giờ nên ít người theo dõi. Đúng rồi, nên ít người theo dõi. Nó cứ bắt gì nhảy đừng á, phải like đi. Đó. Ráng 3 ngày nữa nó mở nick rồi like. Thiếu Hiếu Hoàng. Ngày hôm nay cho cái thằng vô ba với con gì Dương cắt cái gì con gì cắt Linh nè, cắt Linh sáng ngon lắm mà thằng thằng Dũng vô ba với Dương cắt Linh gì đó lủi lủi vào vô chỗ cái đám vô chỗ đám đông của phóng viên á, phóng viên nhà nhà báo cô đặt bày lấy chim ha. Ăn lấy chim ngon lắm, giả đò chắc giả đò gì đó chắc bị an ninh rờ cổ hay sao. Thôi em tắt like rồi em tắt like uống nước đã với con Kim Chi luôn. Có mặt thằng Dũng vô ba đi chung với con với Cát Linh đó, thằng Dũng vô ba đi chung với Cát Linh đó. Ồ em chào anh Cầm. Anh cầu mấy ngày đây cũng buồn rồi phải không? À, vui chưa? À, mấy thằng chú cội mấy ngày hôm nay cho bé nhảy đừng hết. Mấy ngày cho bé nhảy đừng chưa ha? Đây là cái quay ông Trung giờ, ông Trung cũng cộng sản rồi, ông Trung giờ cũng cộng sản rồi. Đó. Em chào anh Cầm. Anh Cầm giờ nít này cũng nít mới nè. À, sao mà Trâm Trâm về nước anh gì Trâm về họp 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 hồi bây giờ hình như ai cũng xài nick mới không à. À, ai cũng xài nick mới hết. Chào Lan Nguyễn. Ông Trâm uống ủn là về họp hồi giờ toàn xài nick mới. Sáng nay mấy chú cội nè ha, tập trung nguyên đám luôn lủi vô đám đông. Một thằng á thầy làm gì chú cội đăng cái gì đi làm cái tấm hình của ông Trump lên á, bỏ trái tim chú cội mà đâu có dám đi kia nữa. Con Dương Cát Linh vô đặt bày like lên ha, đặt bày trả lời cái gì có nhà báo, có cái nhà báo Quýt Ly gì đó, nhà báo ông Quýt Ly gì đó vô gì đó hả, dàn cảnh. À, dàn cảnh mình biết chứ bộ, nhìn biết là tụi này dàn cảnh với nhau hết à. Cái gì đó cái gì phải giờ báo Quýt Ly phải không ta, nhà cái phóng viên Quýt Ly hả, cái gì đã quên rồi,
Không phải cái phóng viên gì đây nè, loại phóng viên mà cái đài gì chống cộng hay gì đó, gì đó phỏng vấn con gì đó quên rồi, con Dương cắt à, con gì Cát Linh đó, phỏng vấn hồi rác lửa tắt like luôn, bị sờ gáy. Sáng theo dõi chúng nó đó, có thằng Dũng vô va nữa, trời ơi, bó tay luôn. Con gì con Nhiên đâu rồi, sao không lên đi Nhiên, bắt tao like rồi sao không đi đâu rồi Nhiên, vào chứ xem thử Nhiên nó vào chứ, gửi cho Nhiên đi, gửi Nhiên đi nhập đi dìu xe, gửi cho Nhiên đi, anh ta chia cho mọi người, chia sẻ cho mọi người dạ. Cái này Facebook mới, Nhiên Nhiên nó buồn quá, Nhiên bắt em like. Facebook này đâu có like được, Facebook này ít người khó like lắm. Mấy người à, Nhiên đâu rồi, không biết Nhiên đâu rồi. Sáng sáng anh có cái gì, anh hình như cái nick này của anh Hiếu Hoàng phải không ta, nên anh đổi phải không. Sáng em có xem là like của mấy đứa đó, mấy đứa chú cội á, ba đứa nó like cùng một một chỗ luôn, con Dương Cát Linh nè với thằng Dũng Vô Va, con Kim Chi, toàn toàn là sư sư phụ không à, toàn sư tỷ không à, sư tỷ chống cộng không à, các sờ gái chắc nguyên đám đó. Thì coi nó còn nhảy động nữa, bắt cổ mấy đứa nó vô cho nó tụ nó ngồi hết đi, ngày nào cái đòi hỏi ai ấy, phỏng vấn đâu mấy người, cái hỏi đi đòi quyền tự do sao, đâu có dám gái, không dám gái mà cũng bị sờ gái vậy đó, đâu có dám gái, lại đâu có dám gái, ra vậy rồi đứng đó nói đâu có dám gái, có dám đâu hả, thấy mặt mấy chú cồi nó trơ trẽn gì gì có... Nhiên có lên không, bắt tao like mày có lên không, lên đi má, cho nó Nhiên nó vô cái là nó lên nó nhảy chút. À, thời gian nghe nhạc chút đi cái đó. Nít này mà vô cái gì bên nội bên ngoài còn có cái này á, nhờ của người ta bên nội bên ngoài còn có cái này, em bị chủ nhật này mà mở này à, chủ nhật này mà mở rồi nít chi vọt, chủ nhật này mở rồi đó. Anh chia sẻ dạ, chia sẻ đi, technique này em thấy là không có, chia sẻ đi, sao mà lâu dữ vậy, chị Nhiên lên đi, Nhiên vào vào chưa, nick nào vậy, vậy sao mày lên được. Ừ, trời ơi, rảnh ghê luôn á, em chào chị Cát Tường. Tôi tưởng mày lên thì tôi làm cho mày lên. Mày bắt tôi lại mày lên. À, chia sẻ vô đấu trường kìa, mới được. Tôi sáng mai á. Sáng mai rồi anh bằng đồ lên mới được. Thí dụ sáng mai thì anh bằng like rồi mới lên mới được. Nó có cái lường vô. Ừ. Em chào chị Cát Tường. Dạ, trời ơi. Sáng 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 xem mấy chú cội mới vui, sáng này xem chú cội mới vui, sáng này xem chú cội mà em ngồi em nằm em ngồi em cười không à, là đứa nào cũng live stream hết đó, đang Hà Nội á, cái con Kim Chi á, cái con Kim Chi mà con già 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 Kim Chi mà con hay lên like lên nói chuyện hiến pháp á, cái con Kim Chi mà hay nói chuyện nói về hiến pháp á, à, nói chuyện về hiến pháp á,
ra ngoài Hà Nội nó lai 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 chung với con Cát Linh với là thằng Dũng Vô Va đó, đứng núp núp sau lưng á. Mấy má lai 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 chắc bị công an sợ cái bắt đầu thôi em tắt lai, em đi uống nước nha. Uống nước gì đúng rồi, vô uống nước trà đó mấy con. Cho mấy con hết xạo. Một bài hiến pháp. Em chào anh Siêu. Trời ơi, coi thử mấy ngày nay bác quen sao buổi mấy ngày nó bác quen biết làm sao mấy ngày nó ung trung về họp mấy bác quen biết nghĩ sao ta nghĩ nghĩ sao quen đây kêu đào rồi kêu đây nghĩ đào mấy thằng đào tụt quần rồi đó, mấy thằng đào tổng thống tụt quần sao mà ung trung không có hèn vô vô khu khu gì khu sa mạc á, vô cái khu sa mạc để họp họp họp, họp gì họp họp hội nghị ta mà sao để sang qua Việt Cộng Việt Nam họp dữ ta không biết nữa. Mấy ngày 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 mai là còn ngày nữa, có qua bay mà không tranh thủ là bị hết cơ hội đó nha. Chào anh chị, chào Nguyễn Bảo. Mấy mấy ngày hôm nay mà tụi bay mà bao que tụi bay chúng bay mà còn ngày mai còn ngày là ngày 28 đó, bây đó là ông Trung ngày hôm nay là cơ hội thêm ngày nữa. Cơ hội thêm ngày nữa là mà không không gặp được ông Trâm là suốt đời bay không không đòi gì được hết nữa rồi. Em chào anh Siêu. Anh Siêu lên không? Em móc anh Siêu lên nè. Em móc anh Siêu lên nè. Lên nói hai Dũng Vô Ba ngoài ngoài Hà Nội sao rồi anh? Anh có biết tin tức gì chưa? Nhiên nó đổi cái kia lên chứ không biết nữa. Có mà que chọc mới nó mới vui. Mấy ngày hôm nay mà chọc mới vui. Ở thứ ba này nè, thứ ba này mở nít này nè mà chọc que mới vui. Mở nít chia bỏ rồi bắt đầu mở mới chọc que mới sướng. Chọc cho nó tức học máu chết luôn đó. Trần này ông Trump về là ba que nó học máu chết luôn. Em bị đập đập Facebook chóng mặt luôn đó. Chào em, Dạ em chào anh. chào chị em trên diễn đàn nha. Dạ. Em Nói bên nội chung là bên cái ngoại bọn còn có cái này dân đây. nói chung là nói cái bọn dân chủ cụi trong nước này và cái bọn chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài ấy, thì anh thấy nó như thế Dạ. này này. Bọn dân chủ cụi trong nước ấy, thì phải nói là người nó ra ngoài đường là người ta biết mặt nó rồi. Nói chung là như thế. Ra ngoài đường mà bọn chúng ra ngoài đường vào những cái ngày như ngày hôm nay á, hoặc là những ngày lễ lớn ấy, thì người ta biết là cái hành động của chúng nó đã chuẩn bị làm gì rồi, người ta biết trước rồi, không thể nói Đúng nó rồi. ra nó chỉ có mục đích và ý đồ xấu thôi. Ra đấy nó muốn live stream rồi nó live stream, nó không nó live stream vào những cái hình ảnh không đẹp để rồi nó đưa lên ra bên ngoài cho cái bọn là chống cộng cực đoan đến nước ngoài để là dùng cái hình ảnh để chống phá đất nước Việt Nam. Vì vậy cho nên là trong cái vấn đề mà nó đi đâu thì có an ninh theo dõi, không những an ninh mà những người dân người ta theo dõi, người ta phát hiện được người ta báo ngay ngay cho công an. Vì vậy cho nên là nó là một cái hành động, tại sao phải nói thẳng một câu là biết bao nhiêu những người người ta quay video, người ta chụp ảnh là cái đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đi nó chả sao cả, nhưng mà tại sao bọn nó chỉ có bị bắt thôi. Đấy là mình phải hiểu nó một cái vấn đề, chúng nó dùng những cái hành động không đưa những cái hình ảnh không tốt, nó quay những cái hình ảnh không tốt đẹp nào đó để nó coi như là đưa sang bên nước ngoài để mà cho cái bọn là chống cổ loa nó bêu diếu đất nước Việt Nam chúng ta, rồi là nó lấy nó đổi nó lấy một vài cái đồng đô la về đó gửi cho chúng tôi, chứ mục đích của chúng nó chả có gì là tốt đẹp cả. Đấy là như thế. Chúng nó kêu gọi thì từ lâu rồi, kêu gọi là sau khi biết là cái cuộc họp thượng đỉnh này là tại Hà Nội Việt Nam thì bọn chúng nó kêu gọi rất nhiều,
rất nhiều những cái hành động của bọn, nhất là bên chống cực đoan bên ngoài, họ kêu gọi rồi ngay ngày hôm nay là mình nhìn thấy rồi đấy. À, buổi sáng nay thì anh cũng xem Ngô Kỷ live stream dưới mượn bọn chống cộng đoan bên ngoài là nào biểu tình ủng hộ quốc lội, ủng hộ quốc lội, mà quốc lội thì chả thấy được vài ba thằng đấy, vài ba người xuống là dở một cái hành động ra. Bình thường thì không sao, nhưng dở những cái hành động xấu ra một cái là bị tóm của ngay, mời về phường ngay. Tất không cứ gì cái bọn này mà người ta theo dõi, mà người ta nhìn thấy những hành động của một số những người dân làm những hành động không tốt là người ta đã có thể mời về phường rồi. Đấy, không những an ninh Việt Nam mà an ninh Mỹ, nếu dở một cái hành động gì ra là an ninh Mỹ người ta báo ngay cho an ninh Việt Nam. An ninh Mỹ nó rất giỏi, nó phát hiện từ rất xa những cái hành động của những người không tốt, nó báo ngay an ninh Việt Nam. An ninh Việt Nam ra là có thể ngăn chặn ngay những trường hợp xấu nhất xảy ra. Đấy là vấn đề như thế. Cho nên mình phải hiểu rằng là cái bọn nó hô hào biểu tình vào ngày hôm nay với ngày mai là cái bọn là bọn quá ngu. Đó. Ngu quá, nó không hiểu gì về vấn đề. Có gì những nguyên thủ quốc gia này người ta ra không cứ gì là an ninh Mỹ, an ninh Việt Nam, rồi an ninh Triều Tiên. Đấy, họ làm rất nhiều cái vấn đề nghi ngờ là người ta ở, người ta phát hiện rất xa. Người ta như an ninh Mỹ, người ta có thể phát hiện ra những cái gì nó cảm thấy nó không an toàn cách xa 10 cây số chung quanh cái khu vực tổng thống đang ở, cách xa 10 cây số là họ đã phát hiện được rồi. Trong khi đó nhà quay bọn này nó ngu ở cái chỗ nào, nó lại kêu gọi người ta mới nghĩ cái bọn này nó xuống một cái nền này là đúng là nó quá ngu, nó chả hiểu gì vấn đề gì cả, cũng nó tưởng là như ở bên Mỹ. Bây giờ nói đúng như này đấy, bây giờ Donald Trump sang Việt Nam cầm cờ Việt Nam, ông ấy sang đất nước Việt Nam ta, nói chung là lúc 10 rưỡi, đúng 10 giờ 30 mới về nó khách sạn. 11 giờ ông đã đưa lên một cái status, ông ấy nói là tôi cảm ơn nhà nước và chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đấy, nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đón tiếp tôi rất là nồng hậu. Ông đi từ sân bay về nhà, ông cảm động và ông ấy viết lên một cái sở thú như thế. Là mọi người phải thấy là ông ấy nghĩ về người Việt Nam như thế nào rồi. Đấy, ông thấy người Việt Nam rất nhiệt tình. Đấy, trong khi đó là ngay sáng ngày hôm nay là sau khi coi như là tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xong, là ông sang với phủ chủ Thủ tướng là để gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy. Là lúc đó là rất nhiều những em thiếu nhi là cầm cờ cả cờ Việt cờ Mỹ, là ông ấy đã cầm cờ Việt Nam ông lên với vẫy ông đấy, đấy là phải nói lên là nói lên một cái thông điệp cho bao quát bây giờ là hiện tại bây giờ cái quan hệ của người Mỹ với người Việt Nam rất là coi như là một đất nước yêu chuộng hòa bình. Đấy. Một thành phố Hà Nội là một thành phố được UNESCO công nhận là một thành phố vì hòa bình từ năm 1998 đến giờ, và con người Việt Nam, người thành phố Hà Nội cũng thế, từ một người dân người ta rất yêu chuộng hòa bình và người ta thấy rằng là có những cái vấn đề như này người ta rất ủng hộ. Ví dụ như em xem ở hôm nay một cái clip của nhà báo người ta quay lên đấy, người ta nói người ta gặp ở cái chỗ cái rào chắn mà để cho nhường đường cho đoàn xe đi, người ta phỏng vấn một cái bà, cái bà khoảng 50 hơn 50 tuổi thôi, thì bà hỏi là bây giờ này người ta nói là ví dụ như là hôm nay là rào chắn như này có ảnh hưởng gì như đến những người dân Việt Nam không, thì bà nói rất là vô tư, bà bảo là nói chung là những cái rào chắn như này để chắn đường như này là cũng ảnh hưởng đến người dân, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là vì cái vấn đề là nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình giữa hai nguyên thủ quốc gia ký kết để hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và hòa bình cho châu Á, hòa bình cho thế giới, thì chúng tôi có hy sinh một chút thời gian cũng chẳng sao. Đấy, người Đúng ta rồi nói như thế nào, đó, phải nói lên là một cái con người Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình. Đấy, một cái câu nói đấy. Và một số nhà báo người ta, anh nói đây nhé, 3.000 nhà báo mà là được đăng ký làm ở khu vực báo chí. Còn lại rất nhiều nhà báo mà người ta không đăng ký được, cũng có thể không, anh không hiểu sao họ ra muộn hay như thế nào không biết. Nhưng mà họ đi khắp thành phố Hà Nội này để họ đi phỏng vấn những người dân Hà Nội. Họ đi tham quan tất cả những nơi, ví dụ họ đi Mỹ Đình này, rồi đi một số nơi như là một số nơi, nói chung tất cả những nơi đang phát triển ở khu vực Hà Nội này, họ lên để họ coi như là phỏng vấn những người dân
về cuộc sống của người Việt Nam và suy nghĩ của người Việt Nam. Đấy, mình phải nói nên là hiện tại bây giờ là nhờ qua cái sự kiện ngày hôm nay, Việt Nam ta mà đăng cai thành công cái hội nghị này thì đất nước Việt Nam ta được quảng bá ở trên thế giới rất là mạnh. Hiện tại bây giờ là phải nói là nói trong danh sách là 3.000 nhà báo là được đăng ký, còn có thể cả hàng dăm 700 nhà báo nữa mà người ta không đăng ký được, người ta không lời đấy. Thì là những người nhà báo này họ quảng bá cho đất nước Việt Nam. Đấy, họ quảng bá tất cả những sự phát triển về cơ sở hạ tầng, rồi từ tất cả mọi thứ của con người và đất nước Việt Nam, họ quảng bá lên về cái hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam lên. Trong hơn 200 nước trên thế giới này, nhất là những nhà báo lớn của các nước có uy tín trên các nước trên thế giới, cái trang đầu tiên của các nhà báo lớn đó là cái chữ Việt Nam là ở cái trang đầu tiên đó, cái quảng bá cái hình ảnh của đất nước Việt Nam, cái trang đầu tiên của là có chữ Việt Nam rồi đó. Yeah. Thế nào Với họ quảng bá đất nước mình rất là nhiều lắm chứ, rất đúng là hãnh diện và lợi đấy ích cho đất nước mình đấy nhiều đấy lắm đấy chứ. Yeah. đúng, Họ họ quảng quảng cáo bá mà, lên họ quảng và cáo họ các tỉnh thành hết luôn mà, các khu du lịch ở đúng Việt Nam mình đầu tiên luôn á, đúng những họ chưa quay đất nước Việt video Nam mình rất rồi là hãnh quay diện. những cái hình ảnh của đất nước Việt Nam lên cho thế giới biết. Hai nữa là đấy, ông Donald Trump nhé, ông ấy vào trong hình như vào phủ chủ tịch, ông nhìn mấy cái bức tranh vẽ, ông bảo ô nơi này là nơi nào đẹp thế, thì ông Nguyễn Phú Trọng thì ông bảo là đây là Linh Bình, là nơi cái nơi hoa lư Linh Bình này, ông giới thiệu này, rồi là Quảng Linh này các thứ, rồi là ông bảo ôi sao đẹp thế, xong tôi phải sẽ có một lúc tôi sẽ đến chơi ở khu vực này. Thì ông nhòm nhòm lúc bảo nhưng mà nơi này cũng nguy hiểm không, tôi thấy toàn đồi núi cao này, không biết có nguy hiểm không. Ông bảo không, không nguy hiểm đâu. Ông bảo có thời gian ông sẽ đi thăm tất cả những nơi này, một thời vào thời dành thời gian đó ông sẽ đi thăm ở tất cả những nơi này. Đấy, phải nói là ông nhìn thấy những bức tranh ở Việt Nam rất là đẹp. Đấy, ông cả nhìn ông còn khen, ông khen. Giờ anh em mình nói vậy có mình họ mình giống như anh em mình giờ mình nói vậy nè, lâu nay bao quen nó trông như vậy, bây giờ em hỏi anh đi, giống như anh em mình giống một cái tám chuyện mà một cái suy nghĩ riêng đi, lâu nay nó cứ Nào. cứ nói là ông Trump Đây. là sẽ không bao giờ chấp nhận Dạ. chế độ cộng sản Việt Nam, bây giờ ông Trump qua đây mượn cái dạng như là họ mượn cái cầu nối của Việt Nam mình á để mà Nào. họp hai bên á, bây giờ có tụi ba que đó giờ nó có cái ý định, nó có cái ý nghĩ sao đây ta. em nhiều lúc em cũng bất cười đấy, giờ giờ nó nghĩ giờ ông Trump giờ cầm cái lá cờ Việt Nam mình như vậy đó, bây giờ tụi đó giờ nó cũng tức anh ha, em nghĩ vậy. Đây này, nói để cho ba que nhìn thấy. Thứ nhất nha, là cái vấn đề coi như là hình ảnh của ông Trump, ông ấy chụp ảnh dưới lá cờ đỏ sao vàng và dưới tượng Bác Hồ như thế này, tượng Hồ Chủ tịch này. Đấy, thế nào ba quen nhìn Đâu thấy coi tin như là được kiểu này, ông Trump chuẩn bị làm dư luận viên ba củ và đi theo cộng sản mất rồi. Đấy, nói ông có khi ông trở thành dư luận viên ba anh củ. Quang Dũng này anh nói Đấy. vậy nè Ông ấy lại coi như chụp và ơi ông lại đó chào hát quốc ca quốc kỳ của Việt Nam như này, đây tay ông để trên ngực ông ấy hát quốc ca, ông ấy chào cờ Việt Nam đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đấy là ông Trump nhá. Thế rồi là này, ông lại cầm lá cờ trong cái lúc tổng khỏe thống Việt thủ tướng Việt Nam đấy, phất cao lại phất lá cờ Việt Nam nha, mọi người nhìn thấy anh chưa? siêu, anh Đấy. siêu Ừ. anh gì Ừ. gì có cái nickname là Dũng 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 này, tôi nghĩ Ừ. khác mọi người ông Trump đến Việt Nam cũng bình thường, cái câu này tôi nghe hình như thường thường mấy người kia hay nói vậy đó, như những nguyên thủ của quốc gia khác, còn anh chị Đây nghĩ và sao Trần Siêu trong thì anh khi Trần đó Siêu ra nhá, trả lời luôn mọi đó, Trần Siêu đây đây đó. mọi người nhìn báo Mỹ, chính báo Mỹ đưa lên cái tin này nhá. Đây là người Mỹ, thiên đường của người Mỹ đây, của Cali phạt đây, đây của những người Việt này đấy, nhìn thấy chưa? Ngay đất nước Mỹ nhá, mọi người nhìn thấy cái này là băng video này là chính người Mỹ đưa lên nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, Đó, những người đó Mỹ đấy, đứng đó đây đây, thiên đó đường của nước Mỹ đó đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Mọi à, người nhìn có rõ gì chưa? Hải Phong đó có gì hay mà khoe, anh kêu anh siêu là đầu Đấy. trọc, có sao mà không khoe được anh, Đấy. không khoe chứ, khoe trong khoe, nếu mà ông Trung mà tới mà họp ngay chỗ khu Cali các người chắc úi trời ơi dậy đừng luôn á, phải không, Đây. tại vì cái khu Cali là không có Những đây
đây là thiên đường ông của đâu Trống có Cộng để ý đây tới đấy, đó mọi người nhìn thấy thiên đường của Trống Cộng đây đấy, ui rồi cái nhà đấy, đó nhà đấy, trong phòng ui đó rồi đấy, ui rồi giờ sao đấy, nhìn ta. cả một dọc rất là dài, chạy hàng tiếng đồng hồ không hết cái đoạn đường này. Đây là đấy là chính thức nha, đấy mọi người nhìn chạy còn xa đấy, đến khu Mỹ ấy, nhìn thấy nhà đấy, nhà nhà của bọn thiên đường của Ba Que Trống Cộng đấy, nhìn thấy chưa, Đó tại nước Mỹ đấy nha. Đấy, đấy đó là một còn chạy dài nhưng mà tôi chỉ share cho mọi người thế thôi. Đấy là cái thiên đường của đó bọn bây giờ anh em Trống mình Cộng tám đấy. chuyện qua qua đó anh ha. Bây giờ mình anh em À, mình đấy chỉ đấy ngồi đây cười thôi còn anh ha, mình ngồi còn cười một cái thôi. hình ảnh này nhá, là tôi cho mọi người xem là về vấn đề coi như là tại người Mỹ nhá, nói tiếng Mỹ, ai nghe ai, ai đọc được tiếng Mỹ thì nhìn vào tiếng Mỹ thì có nghe được tiếng Mỹ đây. Mọi người chăng này. Nghe nhá. Trong mấy ngày hôm nay, câu chuyện của những người homeless tại San Jose trở lại thành một đề tài quan trọng trên các mặt báo, trên các cơ quan truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ và của cộng đồng người Việt của chúng ta. Đấy. Đây không phải là chuyện mới và đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đề cập vấn đề này. Thưa quý vị, cách đây mười mấy năm, chúng tôi, anh Nguyễn Thế Vũ và một số người Việt Nam chúng ta đã làm hàng loạt phóng sự như thế này. Và trong đó có bác Vũ Văn Lộc, nhà văn giao chỉ của IRCC cũng đang làm hàng loạt phóng sự về vấn đề này tại một khu vực khác tại thành phố San Jose. Đó là khu vực Kỳ Đài nằm ở đường Capitol dọc trên cái bờ của con suối Creek, thưa quý vị, có giáp đi Creek. Thì cách đây mười mấy năm cũng có rất nhiều người vô gia cư, họ tập trung tại khu rừng như thế này để họ sống. Thưa quý vị, họ tắm ở trên những dòng suối và họ dùng những mảnh vải, những tấm mền, những Hải kênh, Phòng những yên chí nước như đi. thế này để che làm ngôi nhà. Và hàng ngày họ có thể đi kiếm ăn ở chỗ này chỗ nọ. Tối họ về những khu vực này, họ ngủ, họ tắm rửa và sinh hoạt. Thưa quý vị, chúng tôi, những người Việt và những người bạn Hoa Kỳ lúc đó cũng thấy xúc động. Chúng ta cảm giác như thế này, thưa quý vị. Vào một ngày mùa đông rất là lạnh lẽo, cái cơn rét ở tại thành phố San Jose nó kinh hoàng. Và chúng ta ở trong nhà mà áo ấm mà còn lạnh, khi chúng ta bỗng suy nghĩ đến những người vô gia cư trong khu rừng như thế này. Cái này thì nó rất dài nhưng mà mọi người cứ vào đấy mà tìm, đấy là mấy anh chúng cũng đoan canh vào cái tìm mà tự đọc đi đấy, chứ còn câu chuyện này thì nó Hải Phòng dài sao lắm, cây cú nhưng vậy? mình Hải Phòng à, Hải sao Phòng cây thế cú rồi hả? Hải Phòng như cây cái cú người hả? này, người này là mọi người nhìn thấy rằng cái người này là nhìn cái mặt, cái gương mặt cái người đó là ở bên Cali, lạ gì cái người đó nữa đúng không, tôi không cần phải Hải nói Phòng cây nhiều cú là hả? mọi người hiểu được. Đấy là thực tế của bên nước Mỹ. Đấy, đấy là thiên đường của nước Mỹ. Mà những ông chống cộng cực đoan là toàn là ở trong cái khu vực kia ra. Ở cái khu kia ra thôi. Còn những người người ta làm ăn tốt ấy, thì người ta lại không chống cộng. Người ta làm ăn tốt mà người ta có tiền để cuộc sống người ta gọi là có vật chất cơ sở. Hoặc là họ có cái cuộc sống cao một chút ấy, thì họ lại quay về đất nước Việt Nam để họ xây dựng và họ có thể là đầu tư vào đất nước Việt Nam. Còn đấy, đấy là những ông chống cộng đó, là những ông đó đấy. Được. Quang cũng bảo trả lời cái Cái gì? gì dụ dụng nói là trả lời tôi đi anh siêu kìa. Trả lời cái gì nào đâu, tôi xem lại Thì cái hồi nãy cái comment dụ câu này ai cũng xem hết rồi. À, ai cũng xem hết rồi nè. rồi Dụ dụ á đấy. là tôi thì nghĩ khác mọi người, ông Trump đến Việt Nam cũng bình thường như những thủ tướng khác, quốc Đúng gia rồi, khác. tôi nói đúng là như thế Ông này này. Cái vấn anh đề thì này nghĩ á, sao thằng siêu đó? nói để cho Dũng Dũng biết là như này này. Cái vấn đề này là ông Trump đến Việt Nam này không phải là đến thăm Việt Nam, chẳng qua là tiện đến thăm thôi. Còn chủ yếu là ông đến đây để ông ý gặp thượng đỉnh với lại ổn định. Đó, hai ông này gặp với nhau. Nhưng mà cái Việt Nam đây ấy, chúng tôi ấy, cũng phải bỏ công sức công nhân ra để làm sạch sẽ đường phố và là những nơi và bố trí tất cả những nơi cho những nhà báo này, rồi cho những nơi cho mấy cái ông này ở này, rồi là cho những cái nơi các ông họp hành này khác này. Nhưng mà đổi lại là đất nước Việt Nam chúng tôi hiện tại bây giờ nó khoảng 4.000 nhà báo làm tại đất Hà Nội này đang quảng bá cho hình đất nước Việt Nam. Đấy là cái vấn đề đấy. Quảng bá cái thực tế, những nhà báo đó có cả những nhà báo từ châu Phi họ cũng đến đây rất là nhiều, họ quảng bá lên cái hình ảnh của đất nước Việt Nam, họ nói lên sự thật đấy, và họ phỏng vấn con người Việt Nam, những người dân Việt Nam, có thể họ phỏng vấn những cái bà bán
nước bắn trà đá ở vỉa hè thôi đấy, họ hoặc là họ vẫn cái xe ôm hay là anh lái taxi hay là một anh xe buýt nào đó, ví dụ thế, là họ quảng bá lên cái hình ảnh thực tế của đất nước Việt Nam, tình trạng của đất nước Việt Nam như thế nào đấy. Chúng tôi cũng chỉ cần nhà báo người ta quảng bá cái hình ảnh làm sao sự thật về đất nước Việt Nam, không hề bưng bô, họ không hề bưng bô cho cộng sản nhé. Đừng có nói là mấy nghìn nhà báo này họ sang đây họ bưng bô cho cộng sản hết, chỉ có ông đô la Trump ông sang đây là bây giờ ông bưng bô cho cộng sản thôi, tới đây có thể ông trở thành dư luận viên của cộng sản đấy. Đấy, ông đã cầm cờ cộng sản rồi. Phải không nè, nói cái câu nói thông tin rẻ tiền hả, về cái nào mà rẻ tiền, cái nào không rẻ tiền giải thích coi hả, cộng sản làm ra chứ cái này không có rẻ tiền đâu, không chỉ có người đầu óc, những người mà chống cầu cực ngu á mới là suy nghĩ rẻ tiền hả, xem ba cái đài mà xuyên tạc rồi đó, giống như những cái đài phản động á là thông tin đó mới rẻ tiền đúng không, còn cái này á hả, nhà báo tới người ta chính cống phải không, ta có chứ không, ta có chính cống của cốc đất nước người ta công nhận, còn giống như nhà báo mà giống như giờ báo mấy cái nhà báo mà chống cộng cực đoan cực ngu có ai công nhận đâu, chỉ có khu có ly là công nhận thôi à, vậy cái nào rẻ tiền Rồi. vậy Và cái nào rẻ tiền tới vậy. đây các bạn nên nhớ là tới đây sẽ có một lời tuyên bố của ông Trung ngày mai, có khả năng là tối mai các bạn sẽ xem cái lời tuyên À bố của ông Trung. Ừ. đúng rồi, à Đấy. ngày hôm nay mình nói về tí xíu chủ đề, quên đi, bỏ qua đi anh. À, Dũng vô ba với là gì, con dưa, con dưa gì Cát Linh, con Cát Linh với con Kim Chi ngày hôm nay gì bị bắt vào Hà Nội đó anh, đó Thì Dũng vô ba là con này thì bị mấy bắt chú thì cùi á, mấy chú cùi trong nước mình đó. đến dụng cụ thì bắt vào trong phường, ngồi trong phường Lý Thái Tổ, ở trong cái phường đó thì bị bắt trong đó, và một cái bà là giả làm nhà sư, đeo cái túi lủng lẳng, thì mắt trước mắt sau như ăn trộm ấy, thì nhân dân ở bờ hồ thì họ phát hiện ra, người ta nghi ngờ là người này tại sao này nhà sư mà mắt trước mắt sau như ăn trộm ấy, như ăn cắp ấy. Thế là người ta báo công an, thì công an bắt đầu mời về phường, mở ra trong túi là toàn là một số cái khẩu hiệu, cái gì đấy, băng rôn khẩu hiệu đấy đấy, là để nói xấu đất nước, cho là họ bắt họ túm được thế thôi. Đấy là như cái bọn ngu của bọn là dân chủ cội đấy, chả biết đóng giả nhà sư hay là sư thật thì không biết đấy. Và Dũng vô ba này mới bị cái cô bé mà ngồi với anh Trần Ngơ đấy, anh Trần Ngơ bạn bè của anh Trần Ngơ đấy, thì coi như là bị bắt đấy. Thì cũng vào trong phường, ngồi trong đó thì họ ra, mà trong đó thì họ mở máy ra họ kiểm tra, thì thấy quay một số cái như vậy là cái hình ảnh xấu, toàn cái hình ảnh xấu là nó quay đấy đấy, thế Đúng là nó giữ đúng, lại đấy. anh biết sao, em theo dõi ba đứa này luôn nè, ba đứa này đang live stream luôn, trực tiếp luôn, em theo dõi là nó nằm cụm trong một chỗ phải không, nó giả đò nó ra, nó quay cho các người xem chị đò hả, tụi này gian cảnh, một cái thằng nhà Đúng rồi. báo mà nhà báo gì mà bên bên hải Vô ngoại ba, á, vô ba. nhà báo gì thế này, giả đò thằng mà đi phỏng vấn á, nó giả đò hai mấy đứa này gian cảnh nhau, đâu mà tự nhiên mà đi phỏng vấn con này, con cất lên được anh, cái thằng nhà báo gì mà chống cộng cực ngu bển á, cái nhà báo phản động đó, cái bắt đầu giờ hỏi đấy là bé bé là người Hà Nội hả, có đi học hả, có đi, bé là học sinh hả, giờ bắt đầu lúc đầu thì nó là có học, sau này bắt đầu nó vậy là em học trường nào, rốt cuộc nó nói là em học không có nói trường nào hết, mà nói là em học nhiều thầy lắm, thì con Dương con Cát Linh này nè, cái bắt đầu nói phỏng vấn hồi chắc bị công an rồi cổ rồi gì rồi an ninh á, đầu vậy đầu tắt like, sau bắt đầu mà tới khi đó là có quay cái mặt thằng Dũng vô va nữa, xong bắt đầu mà tới cái bà Kim Chi là cũng hay là nói là bên hiến pháp của Đào Minh Quân rồi đó, các tóm cổ chung với nhau hết rồi, để cho cái lũ bay nó ngu cỡ tầm cỡ nào Thì đấy, chủ nha. yếu ra để giả và quay một số clip để đóng giả là người dân, rồi là phỏng vấn với nhau, rồi để đưa clip ra bên nước ngoài, là coi như là bọn chúng bêu xấu đất nước Việt Nam. Bọn này chẳng qua là không có cái ý điều tốt, vì vậy là họ bị an ninh người ta túm cỏ vào phường là đúng thôi. Khi ra ngoài 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 đường cũng như người dân bình thường thì không ai nói gì cả. Đấy, có thể là quay cái đoàn xe của tổng thống đi thì nói chuyện nào rất là bình thường, nhưng mà bọn chúng nó là lại quay lên cái hình ảnh nào, cái chỗ nào xấu nhất
thì chúng lại bôi bác ra, hoặc là chúng nâng quan điểm lên rồi chúng tự phỏng vấn với nhau để nói xấu cái nhà báo Đoàn Trọng đấy phải không? Đấy, cho là chính vì vấn đề thế là muốn bêu xấu nào cho là bị bắt là phải thôi, đấy là vấn đề là như thế. Thì trong vấn đề này đúng rồi, nhà báo Đoàn Trọng thì phải, tôi anh không Đúng, không đúng, không không có biết được đúng hay không, nhà em báo Đoàn xem luôn Trọng mà, em xem từ thiếu. đầu đến cuối mà, nó dàn cảnh phải không, mà nhân Đúng tụi rồi, đúng này là rồi, có sổ đen hết rồi, tụi này là có sổ đen đúng từ đầu rồi, rồi, chỉ cần lòi đúng cái mặt rồi, ra thôi. Em nói đẹp xem tự sao lạ, sao tụi nó đang live stream nữ tình thích, đứa nào cũng nói là nghỉ tay uống nước hết là sao, sao tối này em mới biết là tóm cổ ba đứa này cùng một chỗ luôn, nó chui nó đúng lên rồi, nó lõi vào ngay cái chỗ mà những nhà báo mà tụ họp đông ngay cái chỗ cái hướng để quay đẹp á anh, nó lẻn vô ba con rần vào đó, ba con rần là yêu tinh nhất trong 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 nước mình đó, ba con rần đó, đúng rồi. ba con rần chuyên gia mở lai đó đó, Đúng rồi từng từng em, từng em rồi đấy. cái này đi thôi, nghỉ tay uống nước cái này chắc tụi bay bị sờ gãy ba đứa lai một Đúng lượt luôn, ba đứa lai rồi, một lượt luôn. Em sao, xem sao tối nay em mà nghe nói mấy đúng anh nói là rồi, bị bắt nè, à đúng rồi, hèn gì ra là mấy con rận này là chẳng qua là nghỉ tay mời vô phường ngồi uống nước trà đó. đúng rồi, chúng nó là có bàn bạc với nhau là làm sao Dạ. để bôi bác về để đưa cái hình ảnh xấu đến nước lên, hoặc phỏng vấn để nói xấu. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà phải nói là đấy, bây giờ mọi người là nhìn thấy cái bọn như Ba Que mấy bọn dân chủ cụi là mới biết rồi. Chỉ có bọn chống cộng đoan nó mới tin thôi. Chứ còn thực tế là những nhà báo người ta vô tư người ra phỏng vấn ngay tại người dân ngoài đường. Ví dụ như là cái trạm mà cái lúc đó người ta kéo cái rào sắt ra, người ta cấm đường để cho nhường cho đoàn xe ưu tiên đi, thì nhà báo người ta ra tận nơi người ta phỏng vấn cái bà giữa đường như thế. Đấy, đấy là vô tư đúng không? Bà nói như rõ ràng, một bà như thế bà nói rõ ràng cái về vấn đề đó là mình phải hiểu đó là sự, mới là sự thật. Còn đây bọn này là nó cố dàn dựng ra một số cái câu phỏng vấn, họ nó có nói gọi là thỏa thuận nhau trước rồi. Đấy, vì để nó nói đều xấu Việt Nam, cái chuyện đó là nhìn cái bộ mặt của bọn nó là đi đâu là người dân người ta đã biết, người dân Hà Nội người ta cũng biết Biết mặt thôi nó rồi. à, Đi đến đâu là được biết nó có cái hành động gì là nó báo ngay cho công an rồi. Đấy, hành động gì là người dân Hà Nội người ta báo công an rồi. Vì nó chỉ có mấy thằng thôi mà dân Hà Nội thì rất là đông. Đi đến đâu là người dân Hà Nội người ta nhìn thấy mặt, là biết nhận ra là mặt nó rồi. anh biết Người ta sao, báo ngay công tụi an. này á nó cũng như này, nó cũng có cái sờ mà cũng bị sờ gáy, thật ra là tụi nó có sổ đen hết rồi, người ta nói vậy nè Đúng rồi. cũng khôn nha, nó móc vậy nè, nói là về sau không không có đòi từ tự do đi, đâu có dám hé mọ ra dám đòi từ cái câu tự do, nói trước bao nhiêu người nghe đâu, không dám nói Đúng. nó sao mà phỏng vấn mà sao không nói cái câu đòi tự do cho người Việt Nam, em không comment được, em comment tức em nói không tự do mới đứng vậy hả, mới đứng về mới sủa chồng chồng vậy á, mà em chỉ xem theo dõi có mấy đứa này như thế nào, không đứa Đúng nào dám rồi. hở cái mọ ra để mà gãy. Thế tụi này á nó chỉ có cái là đi quay, nó quay ba cái hình ảnh để sao làm cái điểm xấu, nó chà đạp đất nước thôi, nó quay những cái cảnh không phản cảm lắm, nó phản cảm lắm, anh nghĩ Đúng. sao mà tụi chú cội, anh nghĩ nó in cái mặt hình của ông Trump á, bắt đầu nó tự động mà nó live stream, nó quay vô cái live stream vậy nè, là nó là yêu ông Trump thôi, có mình thằng là thằng thằng chú cội đó chắc cũng bị sờ luôn rồi hay sao, có mặt một mình thằng đó nó nói, ủa sao mà em cầm cái hình ảnh của ông Trump mà em để chữ là sáu nhân, nó để chữ là ông Trump là sáu nhân, là ông kia ông phỏng vấn hỏi nè sao em đưa cái hình ảnh của ông Trump mà để chữ sáu nhân là sao, cái này là tại em mến ổng là em để chữ là sáu nhân là 600 lần mà em bị photo ra bị lộn, nó trơ đẹn không mà nó quay sau lưng chứ nó không quay đâu hết, nó quay những cái người đứng sau lưng không, không quay đâu hết đó. Nó nguyên một 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 đám tụi chú cội đó, nguyên một đám tụi chú cội đó luôn á đó. Đó làm gì được, bác thấy làm gì được chưa, thấy trơ trẽn không, tụi bây giờ thấy 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 có tức không, chú cội tụi bay thấy mà tức không, thấy nhục không, ừ, tụi bay nhục Đúng chưa, rồi. Nói chung là này này, bọn chúng nó chỉ hô hào bên ở bên hải ngoại, mà bên hải ngoại thì Việt Nam ta không làm gì được chúng nó. Nhưng mà bây giờ tôi nói thẳng một câu này này, nếu cái bọn chống cộng cực đoan này bây giờ có giỏi lên thẳng Nhà Trắng biểu tình chống đối lại ông Donald Trump, bảo tại sao Donald Trump lại chơi với Việt Nam, tại sao Donald Trump lại chơi với cộng sản, tại sao Donald Trump lại cầm cờ cộng sản, tại sao Donald Trump lại coi như là chụp hình dưới tượng Hồ Chí Minh,
đấy, và trục xuất Donald Trump, đuổi luôn cho Trump không cho làm tổng thống nữa. Đấy, bao que làm được như thế tôi cho là giỏi đấy, vì những người không đấy làm được như thế chúng tôi cho là bao que giỏi đấy. Chứ đứng ở trong mấy cái xó mà đi nói xấu, nhưng mà bên ấy chẳng hiểu cái gì cả, nói bừa lấy vãi, toàn những người chống cộng, chống trong nước mà lại chống một cái không phải, không đúng. Chính À, bản thân các người mà em càng làm quay như cái thế này thì nữa dân anh Việt Nam siêu. càng ghét các người. À, cái đài mà tôi chống cộng á, tôi này có qua qua phỏng vấn bên này, kiểu cũng quay phim vậy đó, nó cũng quay live vậy đó, nó còn hỏi vậy nè, nó nói À rồi là rồi 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 đúng sao rồi, ông tôi Trump á, nhớ sao Quang ông Trường Trump Quang không, Dũng đúng rồi. dạ đúng rồi, nó sao ông Trump không nói về cái quyền tự do con người á, hiến pháp vậy đó, tự do con người vậy đó. Tôi thấy hình như ông Trump á, là nó trả lời như này: ông Trump không bao giờ để ý tới cái chuyện đó, chỉ bàn làm ăn thôi, không để ý tới chuyện đó. Tụi bay cũng tự biết chứ nữa, Việt Nam quá tự do rồi, ông Trump hỏi cái gì nữa, tụi Đúng. bay cũng biết mất cỡ. Nó hỏi lui hỏi hỏi tới hai câu đó, tại sao mà ông Trump không có nhắc tới cái chuyện mà quyền tự do của người như vậy đó, đó tụi bay không nhận á. Sao bay ngon mới chạy vô vô trong mà hỏi đấy, phải không? Mới chạy vô trong hỏi đấy, nghe mất cỡ. Mới ngon mới chạy vô đi, phải Đó. không? Con mày chạy vô Đúng. đi, tụi bay cái chuẩn bị hết cả đấy. Hắn nói ngày hôm Đúng. nay nè, nó nói còn ngày cơ hội ngày mai nữa, cơ hội ngày mai nữa, cơ hội ngày mai mà bay không được gặp ông Trump là thôi từ nay suốt cuộc đời chúng bay hả, đóng cửa lại nằm ngủ đi, không thôi là tụi tới chửi tôi Mà nhục đúng luôn. đúng. Mà Chửi bao tôi que nhục bây giờ luôn. phải thế này này. Bây giờ Donald Trump mà sang Việt Nam chơi với Cộng sản rồi, cấm cửa cho Donald Trump không về được Mỹ được nữa, thế mới hay đấy. Cấm cửa Donald Trump đi, không cho Donald Trump về nước Mỹ nữa vì Donald Trump theo Cộng sản rồi đấy. Bao que làm được như thế mới giỏi, là làm đi đấy. Tại sao bao que không làm, không chống Donald Trump? Donald Trump nó muốn chơi với Cộng sản Việt Nam đấy, tại sao không chống đi? Tại sao đấy, lị là mà bây giờ các ông ở người dân, các ông là công dân nước Mỹ, các ông không chống tổng thống nước Mỹ, không chống lại tổng thống Mỹ được thôi, làm sao không chống được cộng sản Việt Nam? Vì cộng sản Việt Nam là đất nước Việt Nam có chủ quyền. Donald Trump muốn chơi với cộng sản Việt Nam, các ông phải chống Donald Trump chứ, tại sao lại chống người dân Việt Nam được, đúng không? Đấy. Đó, anh công nhận với tụi bay chống cộng, bay ở gần này, chuyến này ông Trump về đó, ông Trump về thì tụi bay lên đó mà hỏi cho nó gần, phải không? Cái suối dân đó ra đường chặn làm gì, phải không? Mà chặn cũng không được nữa, mày cách xa lắm không thể nào mà tới gần được, tụi bay không có tầm cỡ đâu mà tới gần, phải không? Tụi bay chỉ cần mà hé một cái là tao tao phải đi uống nước trà rồi, phải không? Cộng sản tao không độc tài, mà đối với tụi bay tao phải độc, phải không? Tụi bay là phá hoại. Đối với dân dân là cộng sản là đất nó tự do, nhưng tụi bay bắt cộng sản phải độc tài cho tụi bay, vậy tụi bay là phá hoại, tụi bay làm xấu cho đất nước và ảnh hưởng làm xấu con người Việt Nam, biết không? Nên chi là phải làm như vậy. Em chào cả nhà, nãy giờ em chưa chào nha, em chào cả nhà nha. Nên chi tụi bay ngày hôm nay em xem em ngồi em cười em sướng lắm, em thấy không? Tụi bay live stream mà tụi Đúng. bay không dám ho luôn, anh nói kia quyền tự do không dám mở miệng ra luôn. Mấy thằng kia nó comment nhé, sao đó đó ông Trump mà đòi quyền tự do mắc cỡ dễ sợ luôn, nó Đúng comment rồi. dưới anh nói này, sao em không nói với người ta là đòi quyền tự do tao đấy, ngon ngon hả mỏ ra đi là biết liền à, không cần hả mỏ rồi, chúng bay cũng đi hết, Đúng. thấy không? Không cần hả mỏ luôn, tao mừng lắm với Dũng vô Đúng. ba rồi đó, Nó Dũng vô ba với nói là như Tống Hải Cát Phòng này Linh đúng. đó. Hải Phòng không, tôi để anh trả lời Hải Phòng. Hải Phòng nói là rất là đúng, là người dân Mỹ phải nghe tổng thống Mỹ, mà tổng thống Mỹ đã cầm lá cờ Việt Nam lên rồi, biểu tượng rằng là Việt Nam với Mỹ là bạn bè, và bây từ nay trở đi chúng tôi tôn trọng Việt Nam. Người tổng thống Mỹ còn phải tôn trọng Việt Nam thì tất cả những công dân Mỹ phải tôn trọng Việt Nam, dù rằng người ở sắc tộc nào cũng phải tôn trọng Việt Nam. Mọi người nhìn thấy nhá, cái hình ảnh coi như là của người một người Mỹ. Hôm ấy tôi ra hôm hôm qua tôi ra bồ đây, tôi cho mà xem, tôi hỏi nghe là hỏi là người nước nào thì anh ta bảo người Hoa Kỳ. Không biết Hoa Kỳ có phải nước Mỹ hay không thì tôi không biết, Cảm ơn những nhưng người em. mà đây đây tôi cho mọi người xem đây, ông đeo ba lá cờ, ông ấy chạy khắp Hà Nội cơ, chạy khắp nơi. Có. Đi đầu tiên ở trên bờ hồ thì đã gặp rồi, nhưng mà sau rồi bắt đầu là đi đến đi Ông tôi lần sau đó, tôi ông ra lần gì ga bên Hà Nội đây, phố xa đó cũng có quay trực tiếp hai ông ông này này nè. cơ.
đây này, người Mỹ, đó. người Mỹ, ở đây đây người Mỹ là tôi đã chụp ảnh được cái hình của anh ta mà tôi không kịp quay, nhưng mà ông ta chụp một số người chụp hình nhà tôi cũng chỉ chụp được kịp mà chụp được tấm hình này thôi là Vô ông ta đi Tobi á, mất. vô Tobi Nhưng chỗ mà ông Lân á, ông Lân có quay trực tiếp anh, có quay ông đấy đấy quay này đó luôn nè. Đó. Lân gì bên một chỗ là hay tôi có quán kịp cây hỏi, Kali đó. tôi đúng rồi, tôi thấy có mấy người người ta hỏi là người nước nào thì anh ta nói là người Hoa Kỳ, tôi chỉ nghe thấy Tổng như thế cổ và tôi hình như chụp là ảnh như thế bốn người á, đấy. bà Người Vũ công dân Vova Mỹ nè, con Cát Linh nè, người với là hình như con Kim Chi nữa đó. Đấy, có con Kim Chi trong Nam ra nữa nè, cái con đó chuyên gia là mở lai đòi hiến pháp đó. Đó. đấy 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 Đó. tôi đấy, đấy là tôi thấy cho mọi người thấy này, đấy là người dân Mỹ người ta cũng mừng rỡ cho chính tổng thống Mỹ sang để ký kết hội nghị thượng đỉnh cấp cao đấy. Người dân Mỹ người ta cầm ba lá cờ thế này, công dân Mỹ người ta đã như thế rồi. Nên người dân bình thường nhá, cái anh chạy xe đấy là tôi nghĩ là ông là người dân bình thường chứ chẳng là quan chức gì bên Mỹ cả, nhưng người dân Mỹ người ta cũng ước mong hòa bình như thế, người ta cũng trông mong về hòa bình như thế, và người ta cầm mang ba lá cờ chạy khắp thành phố Hà Nội đi soi, chạy khắp thành phố Hà Nội đấy là phải thấy là cái tinh thần của người Mỹ người ta đã như thế rồi. Chỉ có mấy anh ba que này là các anh có một cái tư tưởng khốn nạn, nói thẳng mà có Đúng cái ha. tư tưởng khốn nạn đúng, chứ còn ngoài ra người Mỹ người ta rất nhiều sắc tộc, trong đó rất nhiều sắc tộc, nhưng mà tôi nghĩ là Anh chào chỉ có mỗi một cái sắc tộc ba que này là một cái sắc tộc khốn nạn thôi, còn ngoài ra thì dân Mỹ các sắc tộc khác kể cả đúng họ rồi. yêu chuộng hòa bình đúng, Mình phải và dùng cái họ cũng chữ tôn trọng là khốn nạn thôi, chứ còn mình không có dùng cái đúng chữ nào mà đẹp hơn. Mình phải dùng cái chữ bao que tụi nó phải khốn nạn thật. đúng Tại vì anh biết á, không thể nào làm gì cho vừa lòng nó, chúng nó cái gì nó cũng bề chế đất nước và đòi lật đổ đất nước. Mà giữa lúc hả, mà chính ngay cái chỗ mà nó hiện tại của chúng nó đang ở, nhờ ở đâu á, mà tổng thống người ta còn qua Việt Nam để người ta bắt tay hợp tác làm ăn, mà nó là đi đúng nói xấu đất nước, đó không phải là khốn nạn không, quá đó khốn nạn chứ, phải dùng cái chữ đó khốn nạn mà khốn kiếp luôn nữa chứ. Dùng đúng lời lẽ chúng này là mình không thể nào dùng lời lẽ để tốt đẹp cái đó. Nó đang hiện tại đang ở cái chỗ mà cái khu tị nạn mà người chỗ đó là ăn nhờ ở đầu của người ta, mà trong lúc á là người ta lại quay lại đất nước Việt Nam mình để bắt tay làm ăn và hợp tác để cho hòa bình cả thế giới này ai cũng mong muốn hết. Nhưng chúng nó đúng đòi về lật đổ đất nước này, phải 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 lật đổ cộng sản, phải giết cộng sản, rồi là nó kêu là phải đốt cộng sản, phải giết cộng sản. Có phải là khốn nạn, cộng sản là cả cả đúng nhân dân đất nước Việt Nam là cộng sản đòi là giết phải đốt, nó phải là khốn nạn không? đúng Ngu dốt mà ngu xuẩn hết cả đám luôn, thấy đúng trơ tôi trẽn nói sự luôn. thật ở đây nhá, trong đây cũng có thể có một số anh ba que ở trong này, thì tôi nói thật với các anh này như này này, tôi là người ở Việt Nam thì chưa sang Mỹ bao giờ, nhưng mà tôi cũng thừa hiểu được rằng mỗi một lần các anh làm những cái hành động như thế là chính người dân Mỹ người ta cũng coi thường và người ta khinh bỉ đấy, và có những một số clip lên người ta đã đưa lên người ta nói rằng tại sao các anh là người Việt Nam mà các anh đi chống đối lại Việt Nam như thế, đấy là một câu hỏi người ta mình nghe bình thường như thế thôi, nhưng mà tỏ ra cái thái độ người ta khinh bỉ các anh rồi đấy, nói sự thật là như thế đúng không, khinh bỉ quá các anh đi rồi, nhưng mà các anh không biết nhục, các anh ba que là các anh không biết nhục một tí nào cả đấy. Cái gì đây, theo bác Anh siêu khoác ông ra xíu Trung đi có khôi phục anh Quý lại khoác ra các đi nước Đông Âu và Liên Xô trở lại không bác? Cái vấn đề mà khôi phục lại các nước Đông Âu thì bản thân nước Mỹ ông Trung cũng không có khả năng, cái đó là cái vấn đề đất nước của người ta, người ta có tinh thần dân tộc người ta có chủ quyền của người ta có tự người ta làm như thế nào là do cái đất nước đó người ta tự phát triển, chứ mình là người Việt Nam hoặc là bản thân ông Trung có là tổng thống Mỹ cũng không có khả năng làm gì được. Ông can thiệp vào một nước nào đó là một cái vấn đề đã sai luật pháp về vấn đề quốc tế rồi, ví dụ như là can thiệp một số nước như Venezuela là ông đã là sai luật quốc tế rồi, nhưng mà thôi cái chuyện đó là nước của họ như thế nào, mình cũng muốn cho nhân dân của đất nước đó hoặc là chính phủ đất nước đó họ tốt, chứ mình là người Việt Nam mình yêu chuộng hòa bình, mình không muốn cho một đất nước nào trên thế giới này có chiến tranh đúng không, vì là Việt Nam ta đã trải qua từng chiến tranh đã đau khổ nhiều rồi, hiểu được cái thế nào là đau khổ của chiến tranh rồi, cho nên người Việt Nam chúng ta rất yêu chuộng hòa bình, muốn cho tất cả các dân tộc trên thế giới này đều được hòa bình đấy, và họ có độc lập có chủ quyền, không có gì quý hơn độc lập tự do, đấy là cái trên thế giới này kể cả anh có giàu có đến đâu, anh có sung sướng đến đâu nhưng mà vẫn không thể quý bằng độc lập tự do đấy, nó là như thế.
Cho nên mọi người phải nhớ là độc lập tự do thì không thể mua được, có tiền cũng không thể mua được. Canh giàu có, ví dụ như Hàn Quốc, bản thân Hàn Quốc là một đất nước bây giờ giàu có thế, nhưng mà không thể mua được độc lập tự do. Đấy, tôi nói cho các bạn biết là như thế. Các bạn nhìn thấy cái điều đó rõ ràng chưa? Ai cũng nhìn thấy đó là như thế. Ví dụ như canh Ba Que là canh khoe là canh có tiền, canh sống ở bên Mỹ giàu có, canh có khoa học, có kỹ thuật, nhưng canh không được độc lập tự do thì chính bản thân canh cả đã cảm thấy nhục nhã rồi. Đấy, tôi chỉ nói thế thôi. Còn người dân Việt Nam chúng tôi dù sống ở nghèo, nghèo thì có nghèo thật, như bản thân tôi phải khẳng định là tôi là nghèo, một người dân nghèo, nhưng tôi tự hào về dân tộc Việt Nam được tự do độc lập. Đó. Anh cho em nghe cho em nói cái câu này nè, cái Đó. câu mà lúc nào Ba Que nó cũng nói cái câu tự do này, thực tế hiện tại chúng nó đang không tự do mà nó Đúng. muốn dân dân mình Việt Nam mình y với nó. Thực tế bản thân tụi Ba Que nó không bao giờ có tự do, tự biết nhìn là biết ngay, sao mà tự do bằng Việt Nam được. Nếu mà tự do Đúng. thì không bao giờ nó đi cầm cái lá cờ đến khu tị nạn của chúng nó đó, là ai cũng Đúng. có quyền để theo lá cờ cờ đỏ sao vàng. Nhưng nó lại hả, thật ra nó không có cái gì tự do, nó rất là dạng dạng như là chúng nó rất là độc tài luôn. Nó ở đang ở cái xứ đang không tự do đấy, một đất nước Mỹ bên đó là hiện tại đang không tự do bằng bằng cộng cộng sản này đâu. À, khôi phục là do họ chứ. Minh Trần nên nhớ là khôi phục hay không là do cái nước họ. Họ muốn khôi phục là quyền của họ, họ không muốn khôi phục là quyền của họ. Mình không can thiệp vào họ, mà mình chỉ biết đất nước mình thôi. Đất nước ta đang tự do độc lập. Đấy, đang hoàn toàn người dân Việt Nam được tự do độc lập. Đấy, có quyền bình đẳng. Đấy, người dân có quyền bình đẳng. Đấy đó, Việt Nam thừa tự do rồi. Đấy, tôi cảm thấy Việt Nam tự do hơn Mỹ rất nhiều. Bản thân nước Mỹ đây này, các bạn bảo nước Mỹ đây này, đây có những nhà tôi lại cho các bạn xem một lần nữa nhá. Đây là các bạn bảo là được học hành coi như là không mất tiền này, rồi là gì đây này, rồi là gì đấy, bình đẳng, bình ái, ái gì đây, thiên đường của nước Mỹ đây. Tôi cho mọi người xem lại, đây là thực tế người Mỹ đang quay nhá, người Mỹ quay nhá. Đấy, bên Mỹ đang quay cái thiên đường của nước Mỹ, đây là cái thiên đường của nước Mỹ đấy, mọi người nhìn kỹ chưa? Không, cái này thiên đường Đấy, của Ba được học Que đó anh, hành. thiên đường của Đấy, Ba được học Que hành đó không mất tiền đấy. Đấy là đó, theo như mấy anh Ba Que, các anh bảo là tự do bên Mỹ thiên đường là của nó học đó. không mất tiền này. Ừ. Rồi nhà ở các thứ là tự do, không bị cướp đất, cướp nhà này. Rồi là Ừ. coi như là có công ăn việc làm tử tế này. Rồi là được học toàn những giáo sư, mới tiến sĩ, mới gì gì đấy là đấy. À, Các anh không nhìn thấy có ngủ chưa? ngoài đường Đấy. nè đó, không có ngủ ngoài đường nè đó Đấy. đó, đấy là ngủ ngàn Mọi người sao nhìn không thấy chưa? à, ngủ Đấy, ngàn mọi người nhìn sao thấy đó. chưa? Đấy này, thiên đường của các anh đấy, các anh nhìn thấy những thiên Ba đường Que, chưa? cái thiên đường của Ba cái cái Que này đó. cái đoạn đường này là rất là dài, họ quay phải đến hàng nửa tiếng đồng hồ mà họ chạy xe không quay hết cái vấn đề này của người Mỹ nhá. Đấy, của nước Mỹ đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, độc lập tự do và học hành không phải mất tiền đấy, nhìn thấy chưa? Ôi rồi, học không mất tiền như các anh Ba Que, các anh quảng cáo đấy, đấy, người Mỹ đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ôi rồi nhà đấy, 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 thế không biết là các bạn nhìn thấy đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, Minh nhà Thành, này đấy, nhà của này người hình như hay vào thiên diễn đường. đàn ở bên Trương Cột lắm nè, nếu người Đấy, mọi ta người vào nhìn bán thấy chưa? chọn hình ảnh Đấy, xấu đất đưa lên đất nước Mỹ thì của các sao. bạn tốt hơn Việt Nam đấy. Các bạn nhìn thấy đất nước Mỹ tốt hơn Việt Nam chưa? Ở Việt Nam có cái đi khắp đất nước Việt Nam có khu nào là khu như này không mọi người nhìn? Dài cái đoạn đường này người ta quay khoảng chạy dài hàng tiếng đồng hồ không hết cái đoạn đường này. Tôi chỉ sơ À, Minh qua Đằng cho các bạn nè, nhìn thấy như thế à, Minh thôi. Đằng nói câu là nếu người ta cho, người ta bảo bác chọn hình ảnh xấu để đưa đưa lên thì sao à. Cái hình ảnh này á thì tôi nói thiệt á, ở đâu có hình ảnh mà xấu đẹp chứ không, nhưng á Đúng. giống như những người á là đang đang đánh chữ Việt Nam này, đang đánh chữ Việt Nam mà toàn những người là đi bôi nhọ đất nước Việt Nam là không. Còn mình muốn á, thường thường không bao giờ họ đưa cái hình ảnh mà xấu đất nước của mình lên, tại vì biết sao, Còn đất nước của mình á còn là họ cái muốn quảng ừ. cáo để quảng bá cho đẹp quê hương của mình, dân tộc của mình á. Còn ở đâu cũng, đất nước nào cũng có cái mặt Còn xấu đây và mặt nhá, đẹp hết, là không cái có chỗ nào hoàn hảo, ông gì vừa đúng không? được dân cử bầu lên đấy nhá, ông này ông được dân cử của nước Mỹ bầu lên đấy nhá. Ông ấy nói nhá, ông này mới được dân cử nước Mỹ bầu lên.
nhưng ba que thường và những người ba que vẫn đang thằng 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 chột thằng Trương Thái nè, đấy. Minh Trần này hay, đúng rồi Minh Trần này hay vào diễn đàn Tân Thái và Bé Rồi Trương rồi Chột rồi biết nè. rồi đấy. Đây Minh Trần nhìn thấy chưa? Đây là cái ông này là chắc Minh Trần không lạ gì mặt nữa, đúng không? Có lạ gì mặt cái ông này đâu, mới được bầu lên làm mà gì đấy, không biết là thị trưởng hay là dân cử gì đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, thiên đường của Ba Que đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Vậy kêu kêu ông chột á, mỗi Đấy, đấy. lần sao nó không có những cái hình Đấy. ảnh này nè, Đấy. kêu ông chột, kêu ông Đấy Trương đấy, Thái á, mọi lấy người mấy cái nhìn hình rất ảnh là này nhiều dài. Ừ. đó, Rất là đưa dài. lên mỗi Nhưng diễn đàn lên, mà đưa lên cho nó ừ. thực tế đó, đúng không? Kêu thằng chột và thằng Trương Thái đưa mấy hình ảnh Đấy. này lên nè, mới thực tế là thiên tài đất mì cũng có chỗ đẹp và chỗ xấu. Cái tại vì sao mà thằng chột Đấy. nó ở tuốt bên hải ngoại, nó ngồi nó sờ mua rùa vẫn lấy hình ảnh của Việt Nam xấu nó đưa lên, là nói Đấy. cộng sản đang ra rất Ừ. là ăn ở hèn với giặc và ác với dân, rồi đó đất nước á, là bị ô nhiễm và nhiễm độc và tất cả và người ăn mày ở khắp nơi đó. Sao thằng thằng chột và thằng Tương Thái này, Minh Trần gì đây nè, hỏi thằng chột sao nhớ hình ảnh là sao nó không đưa lên đi, nói Bây đi giờ này tôi thằng chỉ người ta nói đi. này này. Các anh hãy đấu tranh cho chính cái người dân Mỹ ở bên đó như thế đi. Hãy đấu tranh cho những người đó. Như các anh nói thì được học hành không phải mất Đây tiền. không phải anh. Rồi thì các anh đâu cứ đấu tranh cho những người đó đi nhá. Chứ còn người dân Việt Nam của chúng tôi là không cần các bạn Muốn đấu lên tôi cho tranh. lên Đó. đó, muốn lên tôi cho lên, khỏi các bên ngoại tai, bữa nay tôi cho lên, bữa nay tôi cho lên, tôi cho lên để các anh như thế nào. Không, em chào anh Hiếu Hoàng, ở đây có hỏi các À anh đúng như thế rồi. nào. Tới bây giờ tôi chỉ hỏi đơn giản tại sao mà giờ ông Trump ông về ông vui vẻ với cộng sản, giờ ông cầm lá cờ sạc ông thất thơ nhìn thẳng thấy Tân Thái thì vui như vậy đó, các người nghĩ Dạ. sao? Đừng nói cộng sản dù nữa nha, đừng nói cộng sản Đây dù đây trong đây. Tôi cho mọi người xem cái clip mà hôm nay là con bé này bị bắt đấy nha. phía sau các nhà báo và dân chúng đang tụ tập để theo dõi cái sự kiện thượng đỉnh Mỹ Triều. Vâng. Đã, xin chào em. Vâng, em live Đó, stream có rồi nè. từ bao giờ rồi? Chắc lên đó. Hơn 1 tiếng đồng hồ qua. Và em cứ đứng một cái vị trí như thế này đúng không ạ? Vâng, em vẫn đi vòng quanh để quay cho mọi người xem, ở đây có rất là đông, đây này gần hơn 300 người xem trực tiếp. Thế à? Em tên là gì? Em tên là Linh Có ạ. camera Linh, rồi em đang đi đây. học phải không? Vâng ạ. Em học ở đâu? Hà Nội luôn ạ. Nghe trả Hà lời Nội. này nè. Năm nay Linh bao nhiêu tuổi? Dạ 21 tuổi ạ. 21 Vâng. tuổi. Linh có mặt trong cái sự kiện này và đang là một chứng nhân và là còn live stream cho các bạn cùng xem. Chúng tôi là một phóng viên ở Hoa Kỳ cho kênh Văn hóa Việt Nam TV. Xin Linh cho biết là cái suy nghĩ của em như thế nào khi đến và đang có mặt ở đây? Hôm nay Linh đang học ở trường nào em? Đang học tự do. Đang học tự do Học à? tự Tự do. do là thế nào? Học Học ở học trường tự tự do. do chứ không phải đấy. Đấy tôi chỉ cho mọi người sơ Đó, qua xem như thế nói là dòng mọi điệu người ba biết que đấy. đó. Dòng điệu ba que Đặc học điều của học tự do. Ba Que đúng không? Em nghe cái chỗ này em mắc cười lắm anh. Đấy Học tự do Chắc mà không có trường chắc lực là được học trường tự nào. đấy đấy là cái trường giống của bên Mỹ, vừa tôi vừa quay xong đấy, mất tiền đâu, có học ở đấy có mất tiền đâu đúng không, học ở cái chỗ vừa rồi mà tôi vừa đưa cái clip mà quay ở bên Mỹ thì đấy, chắc là học ở cái trường ý, thế thôi đấy, À, tôi chỉ học cần mấy cái là trường chống cộng cực học ngu đó hôm anh, hôm nét học cái đúng, gì chống cộng cực học ở trường hôm hôm nét đó. Đúng anh rồi, hồi con nãy nghĩ giờ Minh cho nghe hết nó nói là Minh này, à cắt học Minh. các thầy các chú các bác nhiều đó, nó có trả lời cái câu đó nữa. Tôi nói mày đúng rồi, mày học mà tụi bao que chống cực ngu tại cơ ly á, nó đưa về cho mày học á. Đúng rồi, đây là nói là đúng ra là này này, nói bảo là của Trần Đúng Ngơ, ý của anh là Trần Ngơ là đồng đội của ông Trần Ngơ mà không thấy ông Trần Ngơ đến cứu
cái cô này mà đấy là gì đấy, nhưng mà thế thì còn lo còn nhiều, nhưng mà cái vấn đề này thì tôi chỉ nói sơ qua thế thôi, chứ còn cho ấy thôi, còn cái câu chuyện nó như nào thì mình chỉ nói sơ qua thôi cho mọi người biết. Là cái bọn này á chủ yếu là nó chỉ là chống phá, một số nhà báo gọi là chống cộng cực đoan ở bên Mỹ cũng lợi dụng cái tình hình này để về Việt Nam để quay lên những cái hoặc là phỏng vấn một số thành phần phần dân chủ cụi, mục tiêu là nói xấu đất nước Việt Nam thôi. Đấy. Thế thì Long Thủy muốn lên là để thế để cho Long Thủy lên, em cho Long Thủy Dạ, lên một chút Bến rồi Trần tí nè, nếu đừng không có ai hỏi lên thì ba cái anh chuyện cho mà lên. vớ vẩn ở Bến Trần nè. Hả? Thôi mấy cái chuyện Ok. này mình đi Rồi. Bến Trần đi vào hỏi thằng Trột. Thằng Trột á, thầy thấy có lý hơn. Còn hỏi Để cho comment Long mấy Thủy câu lên thầy một thấy chút thường nhá. quá. Dạ, mấy câu này thấy thường quá, Anh hỏi xuống cái nhá, nào khác chào. đi. Dạ. Chào em và chào mọi người. Dạ. Hỏi mấy cái riết thường quá Bến Trần ơi. Đúng không? Mấy người chống cộng cực ngu và chú cội mà nghe ngày nào cũng trung trung hết mà ông trung trung không đứng gần ông trung được đâu, em chào anh nói Chào thiệt là em, chào mọi người trên diễn đàn nhé. dạ em chào anh. Vui, rất là vui. Buổi trưa anh cũng ra bộ hồ rồi. Thế nên Dạ là buổi chiều sầm sầm tối bọn anh lại ra đấy. Và anh là người là chứng kiến. Chính nhà báo trưởng ấy, mang ngày xưa là báo Việt Weekly ấy, phỏng Dạ. vấn con đấy. Đúng rồi. Sau cái Anh đó phỏng và sau cái phỏng vấn đấy vài giây thôi ừ. là an ninh người ta đưa vào lên xe luôn, mà anh cũng là người trực tiếp hỗ trợ luôn. Tại vì em đang xem được tiếp nó mà cái nói em nghi đó. Em nghỉ tay uống nước cái đã, em đã rồi, uống nước trà dài dài nghe con. Bởi vì là anh ra đấy anh đang lúc làm việc mà, là bởi vì bình thường ấy thì anh không được livestream, nhưng mà hôm nay là đại sự, là cái sự kiện rất là lớn nên là người ta không cho livestream nhá, mà nó không phải là thành viên của báo của nhà báo, nó lẻn vào cái chỗ đám nhà báo ấy để nó Đố quay đố lẹ vô nhà nhà đó, báo ba đứa luôn kể cả Dũng Vô đúng Va và không? rằng và con Còn và cái thằng Kim Chi, còn Kim Chi không nữa, không sau này có cái Kim Chi nữa. con Chi bắt sau thằng Dũng Ừ, Vô Va và thằng Tô Ly Nguyễn, Tô Tô Đi Ly Nguyễn, Nguyễn đúng cái đúng thằng đúng ấy đúng. ở bên Bắc Linh Ừ, đó, nó mời về cầm cái công thằng an của phường Trâm Tràng á, Tiền, rồi cầm rồi mời cái về thằng công an Tràng Tiền, sau đó giữ một thời mấy tiếng đồng hồ sau đó là áp giải về nhà. Nhưng mà theo tôi nghĩ ấy, chắc là về nhà để khám xét luôn. Trâm á, chắc chắn luôn, khám tụi nó có hết. Đó. Thu cả máy ảnh mà. Ừ. Còn sau đấy là bắt luôn con dì Linh đấy. Con Kim Chi bị cắt Linh Kim Chi đấy, con Kim Chi, cái Linh à, đấy. dạ em thấy là cái thằng con cắt Linh á là đăng like là thằng Dũng Vua đứng trước mặt á. À khi mấy đứa kia chào chào anh Vua vừa phỏng vấn vừa nhà báo anh kia phỏng vấn cái siêu chứ con cắt Linh này nó thôi em tắt em uống nước, em thấy ba điều được ba ba đứa đều tắt uống nước như vậy em nói thôi kệ, nó công Rồi. an sờ gáy rồi. Đứa nào cũng lên chút xíu là thôi em tắt em cắt uống nước nha, cho mày hết xạo có que gáy đi con. Vì bọn anh hàng ngày ra đấy mà anh mà còn không dám like, mà là sao nó tuổi gì dám like, mà cái thằng Dũng Vô Va nó có phải là nhà báo đâu, nó là nhà báo tự xưng, nó bảo là nhà báo độc lập, ai cấp giấy phép là nó mà nó bảo là nhà báo độc lập. Em Nhà hỏi báo tự xưng cả cái thằng Trọng lại Hùng đó, thằng Trọng Hùng hôm nay nó rất khôn, nó đi đi theo vợ thằng Dũng Vô Va, ừ chứ mà hôm nay nó theo thằng Vô Va là hôm nay cũng vào rõ lốt ừ cái thằng Lê Trọng Hùng ấy, à cũng là nhà báo tự tự xưng ấy, nhà báo gì đâu nay mà hôm nay nó đi cùng cắt lên nói chuyện đi đi vu cùng như với vợ chú nó cò á, thằng Dũng Vua Ba đó cắt lên nói đó. chuyện đó ngu ngu dốt. Thằng này nó mời lên mấy lần rồi, lên 89 Trần Hưng Đạo rồi, nó răn đe rồi, nhưng mà nó vẫn cố tình.
Hôm nay vượt rào rồi. Hôm nay vượt rào rồi, chắc chắn Đã quá, tụi bao em, tụi bé ơi. rồi. Cho mày đòi hiến pháp Đấy chưa, ba đúng que nhìn ra rõ chưa? à, hiến pháp với các con, Đấy. hiến pháp Đấy. đừng cho đi. Đấy, Việt Nam chỉ có hèn mới giặc ác với dân như với những cái thành phần như vậy thôi. Đối với bọn bay là phải như vậy, còn không, còn đối với dân dân tụi bay bình thường như tao là tự do quá rồi, còn tụi bay muốn tự do thì đi vô ngồi trong kia đi rồi mới tự do, thích vô trong á, Rồi, ok. nó thích đi vô Còn cái trong thì đám mang trong. ba que nó lên trên diễn đàn này này là nó gì để làm gì không? Đây là cái nghề của nó em ạ. Nó ăn tiền của Việt Tân ấy, nó cung cấp hàng tháng là các ông phải lên trên đấy, trên các diễn đàn, mở diễn đàn để chửi nói xấu về đất nước. Nên bọn này nó chỉ kiếm tiền thôi chứ không yêu nước gì đâu, Yêu cái gì mà yêu anh, lẩu tụi theo này đơn đặt hàng của Việt Tân đấy. tụi này mà yêu cái gì anh? Anh không thấy nó đấu tố trong bằng tiền không à, đấu tố ăn tiền không à, là mà yêu cái gì, tụi này mà yêu cái gì Thì đấy, nó kiếm tiền bằng tiền đấy mà này, yêu cái à? gì đâu. Còn người trong nước mà người nào thiếu hiểu biết thì xuống đường thì thôi thì chịu, tự chấp nhận thôi. Đất Cơm nước không Việt ăn Nam thì thì muốn ăn có cơm tự do cân đâu, thôi thì có gì nữa. chấp nhận thôi. Còn nhà nước có cấm công có bà đi đi nước ngoài đâu, cấm công đi nước Mỹ đâu, có thoải mái mà Tụi đi. này muốn vé đi nước ngoài, nó nghĩ là bị thiên đường anh ơi, nó muốn vé đi nước ngoài, nói chung là để đi 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 khỏi tốn tiền thôi mà, tụi nó dàn dựng mới đi Rồi. khỏi tốn tiền thôi mà anh, thay ra chịu khó đi chống còng, đi chống còng một thời gian rồi bắt đầu có hơi tiếng tăm tí xíu rồi bắt đi ở tù 1 năm 2 năm gì đó, rồi đầu thả ra cái Cái đầu đẩy qua cái tốn tiền đó. thằng Dũng Bô Va này là, mình nhớ không nhầm là nó sinh năm 70 hay 71 gì đấy. Nó rất vớ vẩn. Lần này vô Nói rồi thì mày mở qua lại lần CHTV, nó mở cái kênh CHTV toàn đi sau. kiện tụng kêu gọi mẹ, cứ như nó coi các lãnh đạo cứ như là đệ của nó, rất là dạy. Thằng Năm lâu nay thì cá, vào tầm rồi. anh biết sao không? Những cái người mà có mấy bà mà lên mà nói mà là đấy cộng sản cướp đất của dân hả, toàn là tay chân của nó không à, lên đóng kịch không à, Rồi. lên đóng màu, An ninh người ta biết chứ ta sao không biết. Cơ lên đóng quan người ta màu. làm việc thì biết đâu là đúng đâu là sai chứ. Làm gì có chuyện nhầm lẫn kiểu một cách vớ vẩn thì được. Đi cướp của nhà dân đâu, cướp cướp để cho ai? Ngay Em cả những cái thành phần cơ là nhảy dù ấy, nhà 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 mua trao tay ấy, trao viết giấy trao tay ấy, không có giấy tờ ấy, thì cũng lúc người ta lấy mở đường hoặc là quy hoạch người ta lấy ấy, nhưng mà cái giá tiền đấy là rất là rẻ, nhưng mà cái đòi tiền bằng cái đòi tiền bồi thường bằng cái giá cái nhà có sổ đỏ, nó là vô lý ở chỗ sao đó. được, làm sao được, không thể là sao được hết á. Kể cả cái nhà đấy không có tranh chấp nhưng không bao giờ người ta đi bồi thường kiểu ấy được. Nhưng một thằng có công, một thằng không có công thì hưởng tiền như lương như nhau, làm gì có chuyện đấy. Trời ơi, em nói là một em nói là một vùng dùng đất mà nó nổi sình hết, cho người ta không ở nữa, đến Rồi. khi á người ta bồi thường á, bắt đầu người ta mà sang lấp mặt bằng, bắt đầu người ta xây dựng lên, bắt đầu á đường xá ta mở to ra, biết bao nhiêu tiền ta đổ vô đó không, bắt đầu người ta thấy vậy á, bắt đầu hả, rồi bắt đầu không có chịu, bắt đầu đòi nâng tiền lên, vậy sao định miếng đất với cục sình vậy đi, coi thử bán có ai mua không đó, Đấy, đến khi đấy người ta... cái chỗ sau nhà như này, cái gọi là cái sông Tô Lịch ấy. Ngày xưa gọi là sông Tô Lịch vừa trong vừa mát ấy, về sau này thì cô phải nói là nó bẩn khủng khiếp luôn. Bây giờ người ta cải tạo và người ta xây thành cống ngầm luôn. Ở trên người ta đổ bê tông mở thành đường. Đấy. Thì ngày xưa đùa ở sát cái ở mép sông cái gì bẩn thỉu lắm. Cô cho ai ở đấy chả ai dám ở. Nhưng khi người ta đã mở ra rồi, đất không khác gì mặt phố trên đường đường trên này luôn. mà khổ ác cái được cái lũ chống cộng này á, thì nó chờ cơ hội đó, bắt đầu nó nhảy vô họng á, mấy thằng lũ chống cộng nè, bởi là kia còn là Rồi. chống cộng cực ngu, mà tụi này kia mà đặt nó ăn cướp là đúng ha, nó ăn cướp là đúng, Đấy, mua giống như giờ nó chờ cộng mua sản. mua mua cái nhà ngay sát bờ sờ bờ sông Tô Lịch đấy có mấy trăm triệu thôi, bây giờ lên lên tới bạc tỷ mấy tỷ luôn đấy, giàu một cách tự nhiên đấy. Đúng rồi.
những cái tù chống cộng cực luôn. Để em biết là sao là tù này nó có bị một cái bệnh phải không, cái bệnh mà phải đi chống cộng như lúc đó hả, mà em nó trên đăng với sở tú ra không có gì hết mà cũng chống cộng, mà có cái lớp mà tù mà ở Rồi. trong đất nước của mình nó là mấy chú cồi này này em. À, Anh ơi, Hà My ơi. dạ. Cái ảnh lúc ấy anh Trần Siêu ấy, anh chụp ấy. Ừ. Nhà anh cũng chụp mấy cái thằng cha người Mỹ đó đấy. Anh đăng trên trên trang nhà anh ấy. Không có cái ông gì ông Lăng á, ông Lăng mà hay nói chuyện với thằng Ngô Kỷ á, là quay Rồi rồi quay rồi. quay trực tiếp Anh ông hiểu đó luôn, rồi, nhà báo Đỗ Hồng trong Lân. dạ ông đó ông trực tiếp Đấy. luôn á, lái Thì xe đấy chạy. hôm ấy anh mới cả anh Siêu đi đấy. Thì anh nhảy vào anh chụp mà. Nhờ ông bảo ông chụp luôn. Ông cầm Ừ. hai máy ông chụp, cái ông chụp của ông, còn một cái ông chụp cho anh. Thì anh về nhà anh đăng lên luôn thôi. Đấy chứ, người Mỹ người ta còn Người ta còn yêu tự trường hòa hào á bình đấy. Người dân hả, người Mỹ đấy. người ta còn tự hào đấy, mà mình đó là người Việt ha, ở trong Bây đó giờ mà mà mình đi mình người Việt thì cứ đi chống chống người Việt. qua Làm là ừ xấu hổ những người Việt ra. dốt không, ai mà cái luật chống cộng mà dốt cửa đó, người ta là Rồi. không phải là đất nước này của họ đó, nhưng họ đi du lịch mà Rồi. họ còn thấy mừng rỡ, họ thấy họ, y giống như là Trần Đá Banh vậy đó phải không? Họ cầm lá cờ, họ ba cái lá Rồi. cờ vậy họ chạy, không phải là thấy hạnh phúc không? Nó còn nó đi đâu có gì đâu, bình thường thôi, sao bình thường được, tụi bay nấu mặt thì tụi bay nói câu mà gường cộng với tụi chống cộng mình mới nói câu bình thường thôi, còn đối với dân dân Việt Nam Rồi. mình đây à, mình Rồi rất là hạnh diện, mình rất là vui em được đang ở làm gì, em đang làm gì, những thành phần đấy lưng óc ngắn mà nó đang làm gì mệt. Cô em giờ em có dùng cái khoan ba bê tông em khoan từ đầu tai bên này sang tai bên kia thì cũng có lên thế thôi. Có xong đâu. Xi măng đổ rồi. nhục tụi chống cộng Đầu ấy ngắn nói làm gì? vậy thấy nhục lắm đó thật Tranh luôn luận á. làm gì cho nó mệt ra. Đấy hình ảnh đấy người ta đưa báo chí người ta đưa lên đấy thấy chưa? Tôn vinh cái tờ lá cờ Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên đấy, nghe rõ chưa? Đại diện cho Chào người anh dân Việt Nam đấy. nè, em mượn cái nick này anh, em mượn À. cái em bị mất nick hết. Chi võ thì tới chủ nhật mới em mà comment được, em mới nhắn tin được Rồi. mà like mới được. Toàn Cái này là toàn của cái gì, dạng của sao toàn cái dạng sâu bọ lên nên nó cắn nó gặm cắn mà. ừ, nên chỉ hai cái nhắn tin em chị nhìn đọc thôi chứ em không trả lời được, chị lúc tức lắm, bực bội lắm. Tới chủ nhật này mới Rồi. mở nè, còn cái Rồi. này của nhiều sang, cái này của Ừ. nhiều sang đấy. Ừ. Trời ơi ngày hôm nay em nói thiệt á anh hả, em nằm em coi mà em sướng cái sao, em sướng với tụi nó qua nó like mà đâu có dám Yeah. vô cái sao bắt đầu anh biết được Đấy, like sao không dám buổi sáng vô, anh đi ra bờ bị bắt hồ rồi anh ra bờ hồ anh like một tí thôi, nhưng buổi chiều anh ra là anh không dám like. Bởi vì sao? Ngay buổi sáng nay anh đi là đã là con mình đứng đấy là không cho mình đứng đấy nữa rồi. dạ Đấy, an ninh nó chết chặt lắm, không cho mình được dừng đâu, chứ đừng có nói là quay ấy. đúng Là rồi. mình cứ vừa đi vừa quay thôi. Đến chiều mình quay ra tiếp. Anh tưởng anh nó biết thấy không, nó tưởng ra Hà Nội ha, tưởng dễ ăn quá đúng không, chỗ Hà Nội là một cái nôi cộng sản đó, tụi bay nên nhớ như vậy đó, một cái nôi cộng sản mà một cái nôi hòa bình đó, mày biết chưa, tụi bay bay qua bay ngu biết không, bên nay tụi bay ha, bên nay khôn mà không có ngoan là chỗ này nè, bị lừa nhầm chỗ rồi phải không, ví dụ Sài Gòn bay còn mà tao nghĩ là bay còn lén lén luôn lúc được, còn bay ra ngay cái nôi của cộng sản bị dám chơi vậy á, tại bay tôi thấy khôn mà Thứ không nhất là ngoan địa vậy đó. hình thì không biết, thứ hai là cái tư duy chúng ngoài nó còn ngắn như thế này thôi này. Thì không bao giờ vượt vượt khỏi cái ngọn cỏ thì làm sao mà đấu tranh được. Không Vậy phải học thêm đi. tụi bay đừng có ngu, bay đặt bài hả với con Kim Chi hả, mày ở Đông Nam mày dám ra cái chỗ mày lẻn vô nhà báo, tụi bay Đấy, người ta live phỏng vấn stream là live học học lớp mấy rồi. Ừ, kêu là học lớp tự sự tự do. à, học tự do mà em học nhiều thầy lắm, trời ơi nói con, còn nói con nhiều thầy Nói em rằng mắc cười. trường này thằng cái gì tên, tên Mỹ mình khó có gọi nhớ tên tiếng Việt của nó là trường ấy. Đây mẹ nó biết thừa 10 là thành phần đấy rồi, nó cố tình phỏng vấn mẹ. Cố tình hỏi em học lớp mấy.
đâu có trả lời được đâu Nhà anh, báo người ta còn biết cơ mà. đâu có trả lời được đâu. Em nghe em Thế xem người thì ta mới siêu cố tình đầu câu rồi xuống hỏi đất đấy. xuống nước là ta thôi ăn nên rờ cổ con này rồi. Cái lá, cái con lá gì, lá cái con kim chi nó đang like cũng vậy. Chứ có một cái thằng mà em nghĩ là bắt, hình như thêm một thằng nữa, có thêm một thằng nữa đứng sau lưng gần nhà báo nữa, nó quay lấy, nó đang live stream mà nó đưa cái hình ảnh của ông Trump sau lưng, sau lưng người ta. Thằng Nhưng mà Dũng vô không phải là Dũng Bố Ba, Dũng Bố Ba là bắt trước, còn thằng này sau cùng nữa, tí xíu nữa nó like đâu chừng nửa, chưa tới nửa tiếng bắt đầu nói à, thôi em tắt uống nước. Em nói ủa sao ba que này nó toàn là tắt uống nước là sao ta, em ngồi em cứ xem hoài à. về Tại gì? tôi em theo dõi từ ba que để coi thử nó đi như thế nào không, thì cũng ngay cái địa điểm đó luôn. Con kim chi là tắt đi uống nước sao, bắt đầu tới cái thằng này, tới thằng 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 này chú cội em nói đi, Nói chung là cái nó bọn lại được cái mặt này thần đầu của ông trong cái tờ giấy đầu này đất hết, bọn này là đầu đất hết, đều là quân của Nguyễn Quang Nga hết. nè. Thằng Nguyễn Quang Nga nó khôn, nó không thò đầu ra. Chúng mày cứ thích lổ ra lổ thoải mái. Nó nổ thoải mái. Tụi bay hả, bay ra Hà Nội bay tưởng bay dễ Không lùm sợ ăn không lắm, có sức bay rồi. ngu ngu mà lì. Tôi này ngu mà lì anh, ngu 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 mà bền vững đấy. lì. Đố dốt bền vững, bay đi ra ngay cái nơi trời. Mà sao này, tôi nói với các vị nghe này, cảnh sát Việt Nam bắt là còn đỡ đấy, nhưng mà này gần 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 với cảnh sát Mỹ nó rút súng nó bắn cho thì chắc là khóa sủ luôn, khỏi khỏi bắt luôn. Em thấy à, ông ổn đó anh, ông ổn đó, ông ổn là toàn lực lượng thứ dữ không à ha, à toàn chạy Đấy. bò là súng rồi lên nòng sẵn rồi nha, đó lên nòng Vâng. sẵn luôn đó, ông ổn Lúc rồi cho nào lên nòng sẵn luôn, cho bay tới tư cái thế ông là ổn thả súng đấy. Vệ sĩ của ông Mỹ của ông Trump thế đấy. hả. Cứ sáng sáng đây bọn cảnh sát Mỹ xem. Mà nó không rút súng nó bắn ngay ấy. Em nhớ cái năm 2017 ấy nhá. Hai lẻ mấy nhá. Nó chẳng bắn nó bà bắn cái thằng mẹ gì đi xe máy nhảy mẹ lên đấy. À, Mẹ rút súng nó bắn cho chắc thủ luôn đấy. em tức em mà comment được em xuống đó rồi đấy, ra chặn đường ông ủn với ông Trung đi. Em nói lên nòng súng sẵn hết rồi đó các cô, muốn ăn kẹo đồng ăn ăn tét đầu thì cứ đi vào đó mà chặn đường và đòi tự do đi. Mẹ em có cái là em comment đó, Cảnh sát Việt em Nam bắt là còn may đấy, phải cứ xem. phải cảnh sát Mỹ lúc đó và ở chỗ ở bên Việt Nam này, mới thử ven cứ mon men đến chỗ cảnh sát Mỹ xem, mẹ rút súng nó bắn ngay, không cần biết mày là ai cả luôn, Mấy con sao quen cầm cái không băng bị rôn ra bắt gì mới cả. chặn đường đi. Tao thích lắm, tao thật luôn á. À, khỏi cần an ninh Việt Nam đùng vào, an ninh của ông ổn, ông ổn với ông nghĩ là phạt tôi cái là óc não tụi bay là băng tứ tung hết luôn. Rồi. Mày cứ thích cái tưởng ở Việt Nam mà dễ ăn à. Đến mấy đứa đánh cho còn chạy xe tua rồi mẹ. Xe mà em đó là ngày em đi xe ba que là vui lắm, đang sao thấy thằng trò không like không biết nữa, hết hy vọng hay sao. Đấy, thì sáng nay với cả chiều nay anh đều đưa thông tin cho bằng Nguyễn mà, cả cho ông Trần Siêu luôn mà. Em theo nguyên ngày hôm nay luôn, em nằm em xem, em xem chú cội like thôi, em ra xem nó like sao, em làm gì hết, em làm nói gì hết, em im 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 im. Lát sau ngộ, tụi nó ngộ sao cái đòi đi uống nước là sao ta, em đã đi em cũng nghi đúng không Ăn lục quả đi uống nước, rồi đấy. Em đấy đi chắc là tụi cho này đi uống là nước vối, cho đi uống nước vối tụi bay phải uống nước hai đầu gối cả rồi đá đã tốt rồi, đi uống nước vối. lạ sao đấy, sao đứa nào có cái luồng điệu thôi em tắt uống nước là sao ta, uống nước là tay lay trên thì tay uống nước cái chuyện đó bình thường là sao đấy, thôi em tắt Rồi. em uống đi, đi uống nước cái đã. Con Cát Linh là đầu tiên à, đó dân vua ba là đi đầu tiên, sau đầu tới con Kim Chi, sau có tới thêm một cái thằng 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 lai tên gì đấy nữa nè, là cũng thằng thằng Võ Phương á, là chia sẻ thằng Võ Phương với lại ngoài chia sẻ thằng đó là chụp hình ung Rồi. chung, là live stream đưa hình ung chung rồi lai đâu đâu nửa tiếng, thôi em tắt đi uống nước là đã rồi, thôi hai đứa này ba đứa này vô ngồi nghỉ mát chơi rồi. Ha, trong đó là tự do của nó đó anh, bây giờ ở ngoài này nó ở ngoài đời đâu có tự do đâu.
ông có nhau ông có đời đang tự do, đang thích một trong ba lại là gì nói, lại nói tự do. Tôi lại tôi nó khuyên ông mấy mấy ông ba que này ở bên California đấy, các ông bảo đòi đấu tranh cho tự do gì thì các ông đấu tranh chính ông Trump ấy, ra hẳn Nhà Trắng ấy, đấu tranh ấy để tức làm sao là em người Việt, xấu anh xíu này em cùng đồng đội với các ông ấy hiện tại đang là sống homeless đấy, ở dọc đường đấy. Các ông vừa xem clip ông anh trên siêu anh cho xem này đấy, các ông lên đây ông đấu tranh để cho những người Việt có nhà tôi mới là phục các ông, còn người trong nước này không không yêu cầu các ông phải đấu tranh kìa nhá. Người trong nước tự mình biết mình phải làm gì, không cần các ông phải can thiệp nhá. Nó sẽ cho nó vuông, Đúng còn rồi. các ông cứ đấu tranh cho cho chính đồng đội đồng hương của các ông ở bên đấy đi, Đúng, đúng. để khỏi khỏi bị vô gia cư đi, để Đúng. mỗi người đều có công ăn việc làm, đều có nhà ở. Hay ông đấu tranh cho những người vô gia cư đi, Với mấy người mà đang chuẩn bị đòi trục các xuất gì ông đó. bảo yêu yêu gì đến đồng đồng loại các ông còn không yêu, các ông còn bắt chặt người ta đi lừa đảo người ta để lấy tiền để đi đi chống cộng, cuối cùng là cái tiền đấy ở đâu, tiền đấy là đút đút vào cái túi các ông hết, chống ở đâu. Các ông người nói xấu nước Mỹ mai từ bá ông Trump bắt hết các ông đấy. Ôi thoải mái luôn. Mấy người đã đứng xa các cận còn mấy bao nhiêu cây số mới tới gần ông nữa. Không không chạy theo người người đi khoái xe cũng được, đi đi chạy theo người đi khoái xe đi. Thấy mấy Người khói cười xe quá. đấy tưởng là ám sát, rồi rút súng cho bắn cho thì tác thủ luôn. Câu này chính xác, Tưởng tưởng câu người 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 có xe đâu, anh nói em chính nghe không? Nó đi đi từ sân bay về trung tâm nhà quốc hội này, mà trên đường đi nó hết xăng, nó vào cây xăng nó mua nhá, nó còn lấy cái thước to nó cái loại xăng đắt tiền nhất của mình ấy, nó đo xem đúng chủng loại không, đúng độ đạt yêu cầu không thì nó mới đổ xăng ấy. Em thấy nó kỹ mức độ đấy. đúng. Mà một thằng đổ xăng thì mẹ cả đoàn đổ lại. Đúng rồi, em thấy đó. Trời ơi, mình thấy vậy mình ha, mình thấy vậy mình cũng họ đến đất nước mình cũng hãnh diện chứ mình cần nhờ mấy cái người mà Quá bóng diện luôn. Anh ấy bóng này, biên đó. em thấy ông Trùm này, ông cầm lá cờ Việt Nam ấy, ông vậy này. Tôn Thôi em vinh xem lá thôi. cờ Việt Nam nhá. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhá, trên nghị trường quốc tế nhá. Mà mình là có tiếng nói, có vị thế trên thị trường quốc tế, Đúng. lên Mỹ mới nhờ Việt Nam là để làm nơi cơ là hội nghị thượng Đúng rồi. đỉnh giữa Mỹ và Triều đấy. Singapore, Indo, tại sao không 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 tổ chức được mà phải phải sang Việt Nam, chứng tỏ là Việt Nam có tiếng nói trên thị trường quốc tế chưa? Đúng. Bởi em nói là bây giờ là nó là cứ kêu gọi á, bây Thủ giờ đấu tranh đô cho những đây người này, Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, mà thành phố Hà Nội là đã là một gọi là một 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 thành phố vì hòa bình Dạ đó, đúng rồi. Đúng rồi đó. được Vin được thế giới công nhận là một thủ đô vì hòa bình, vì an ninh Tụi trật tự này an nó ninh không cực suy nghĩ kỳ ra là chứ nghiêm. mình, anh công nhận mình suy nghĩ ra mình thì đó, Đúng mình rồi. cũng hãnh diện về đất nước mình dữ lắm chứ. Đâu phải đâu, mình hiện gì đất nước của mình á là vì hòa bình nè, là một nè. Vì an ninh đất nước Việt Nam mình là hai nè, tại vì sao mà họ chọn về đất nước mình nữa nè. Đâu có phải bao nhiêu đất nước sao họ không chọn. Đúng không? Đấy Họ đấy mới chọn là về đất điều quan nước trọng mình. đấy. Rồi bao nhiêu hả? Mấy gần 4.000 của nhà báo và phóng viên họ về họ tù, Mà họ tù họp về ở đất nước của đây mình. cái Có thượng cho lên đỉnh này này thoát ra đi rồi bảo lại. nó bao Hãy phao trùm thoát rất ra là là thoát ra bao đi, trùm hãy rất phao là thuật cho nhiều là nhiều tôi có nhiều camera. nhiều cái lợi thế cho Việt Nam, vừa là quảng bá cho Việt Nam cho trên toàn thế giới biết về Việt Nam. Ngày xưa Rồi, là Việt Nam anh ok mà. hùng trong đấu tranh, giờ bây giờ Việt Nam
làm một nước hòa bình trên toàn thế giới. Thoát ra đi Hải Phòng, chưa thấy có camera này, thoát ra đi rồi vào Rồi, vào xin lại. cảm ơn Hà My, cảm ơn mọi người trên diễn đàn. Để tôi trả lại cái microphone cho Hà My nhá. Dạ, em lại tí em nghỉ. Rồi Hải Phòng ra đi, đi vào lại Hà My mời lên. Có nè. Ok. Đang mời ạ. Rồi, chào bạn lớn nhỏ lớn bao nhiêu tuổi rồi? Chào bạn đi. Cái ông tình báo Hoa Lam cho ông nói nhiều quá, ông ấy nói sai. Làm gì có cái nhà thơ nhà nhà hòa nhà báo nào Đỗ Hoàng Lân ở đây, chứ ông Đỗ Hạnh cho có Đỗ Hoàng Lân đây. Ông nói Ai sai, cứ nói là nói ra mặt cái coi. cứ nói sai ấy, ông cứ nói. Đưa Ông mặt ấy, ra coi. ông người Nhớ dỗ Tàu. mặt. Ai người Ông Tàu người đây? cái ông áo đỏ rồi, ông người Tàu. Ơi, ở đây Tàu hết à, nó dùng Tàu cả nước à. Cả ông Ông người Trung cũng là Tàu. Tàu luôn. Khổ ghê, ông Trung cũng là Tàu luôn đó. Ông Trung là mắt ngôi người Mỹ, tóc vàng đàng hoàng, tổng Dạ, thống ông người qua Mỹ đây, đàng đây, đây, thì nếu mà Tàu gì thì ông Trung qua đây cũng Tàu rồi. Tàu hết, tàu hết. hoàng. Thế mà các Nói ông đưa lên mặt ông ra cứ nói, xem. các ông Ai lên ở ông cứ đâu nói đây? xấu, ông lên ông cứ nói xấu với cái người Sao nghe tôi nói quen quen. Cali. Đang Ông ở lên đâu ông á? toàn nói, ông nên toàn nói xấu người Cali chống cộng cực đoan. Cái ông rồi như ông Long Thủy, anh là người Tàu ấy, tình báo Giờ Hoa cho Lam, hỏi ông là nè, giờ cho hỏi nè, Hải Phòng nè. Như đang bạn đang ở đâu á? ở Việt Nam đó, Ở Việt Nam hả? Sống ở đưa mặt ra Thái. đi. Thái ở Việt Ở Nam. Cali. Ở Cali Phọt hả? Giờ bên đó bằng ngày mà. Sáng mà. Sao tắt Làm việc đèn? trong phòng, làm việc trong nhà mới tối. Rồi, thôi nói đi. Nói đi. Muốn ở đâu ở? Muốn Cali Phọt? Muốn ở đâu? Được. Tùy. Rồi. Không quan trọng. Nói đi. Ông khách mời vừa rồi là ông tình báo Hoa Lam. Tôi tình báo hai năm không rồi, không quan trọng, giờ nói đi, giờ nghĩ sao, giờ thấy ông Trung qua đất nước giờ nghĩ sao, đối với Trung bà phe qua sao, không? còn tình báo hai năm hay không cũng cần nói, Ông Trung qua các bạn đón tiếp bạn tránh vui tránh mừng xin sướng phạm. quá thì bạn đón tiếp bạn vui mừng bạn sướng. Ủa sao vui mừng như sao vui mừng à, Hải Phòng mình vui mừng chứ. Còn ông ở nước Mỹ nhiều chứ ở nước các bạn là bao nhiêu, các bạn nó vui mừng thì không có bạn sang các bạn lại nói xấu dân Cali chúng tôi. Vậy về tôi giờ tôi hỏi này, vậy là dân Cali á ở bên đó thì tại là sao mà chịu bỏ về đi nói đất nước này nó xấu này hả, nó chịu bỏ về đây làm gì, nó chịu bỏ về làm gì, xong lo cuộc sống đi. Ông mà một ông chân lợn với một ông coi như là tình bác Hoa Lam thì nói chuyện sẽ tỏi. Mày ở Việt Nam nó giống gì khùng lắm rồi đấy. Tính ra à, dẫn mặt hả, rồi sao xuống rồi ông nội anh Trung Anh nhìn tướng giống như Trung Anh á. Đúng rồi, chủ đề hôm nay là bao que Trung Anh là lên nhìn giống như dựng giỡn nó bị khùng khùng liền, Trung Anh chẳng ai hết á, thấy tiếng nói nghe người quen không quen. Đúng rồi Trung Anh rồi, đúng rồi thấy quen rồi, đi xuống rồi ông nội nghe tiếng nói càng quen 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 ở Thái Lan California. Đúng anh chứ ai vậy, nghe nghe nói sao nghe tiếng nói con quen thì kỳ kỳ đó anh em. Ông này ông lạnh lắm à, lên đây chọc tôi ông nội. Chọc để tôi chửi bà quê hả? Quỷ sứ ông nội. À, chào anh này vào lần nữa. Ông Trung Anh đây. Khổ quá là cô trêu Em nghe Hà My. Nghe giọng mà không nhớ. Ông lên ông ấy mở cái đèn này chân trần là anh lại biết là ông ấy rồi. mà Ông cố tình ông trêu Hà My. Ông ấy bảo tình báo Hoa Lam với cả đầu chọc là ông chân lợn là em không nhận ra. Ôi hay.
làm nãy giờ chọc em chửi quá trời. Ông Trần Lợn là ông Trần Siêu. Còn anh đưa đặt cho anh là tình báo Hoa Lam. Thì chào đến sĩ phạm nha. Chào là sĩ phạm nha. Anh nói chung là tình hình mà nói về cái đại sự đỉnh này thì các anh cũng đã là trên diễn đàn của anh bằng Nguyễn cũng nói nhiều rồi, mọi người cũng biết rồi. Chỉ có cái tin nó hơi hot hơn là một chiều tối nay thì là bắt mấy vị đấy, mình rất là tâm đắc, rất là vui. Thế là thông báo cho cả bằng Nguyễn rồi, nói chung là mọi người hết. Thế nên hôm nay bằng Nguyễn mới vui quá mở diễn đàn kết hợp nói luôn. Em nè, con Nhiên nó bắt em mở nè, em đang nằm đây, Dạ. bà mở đi, bà mở đi, kia nó cho em mở. À, cái Facebook này của nhiều sáng luôn nè, em đưa Facebook cho Dạ. chị cho em thấy đấy. Rồi ngày hôm nay xem báo của em tao vui quá, tao vui mà tao no luôn, tao khỏi ăn Em luôn á. không mở là anh không biết lịch của em là lấy lịch nào đâu. Lúc anh mở ra anh thấy em mở thấy ông Siêu ở trên diễn đàn là anh mới biết là diễn đàn của em. Em nghe, em chưa nghe. Ờ bắt rồi, kể lại Bắt cho chị rồi. nó sĩ phạm bắt ba đứa thằng à, bốn đứa gì chắc bốn đứa, em nghĩ bốn đứa ai Dũng Go Ve, Tô Lê Nguyễn, con có gì ở trong miền Nam nữa? con Kim Chi. Kim Chi và cái con trên ảnh báo trên kênh quốc Còn Cát phòng Linh, nữa đó, và sau này có một thằng nữa mình chưa 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 biết tên, vì cái lúc thằng kia đấy em mình cũng đi quên tên rồi. áp giải theo chạy theo để định lai mà cuối cùng không lai được, quay lại Ơi thì nay thầy đã bảo là bắt một người rồi. nay nay bà quê hình như ngay hàng ngày hôm nay giờ mình thấy bà quê hình như nó buồn hiu anh ơi nè, nó không thấy Rồi live stream live chat gì nữa. mà theo như thông tin mà bằng Nguyễn bảo là ở trong Nam thì cũng đâu bắt được mấy tên đó, cũng đang định định dơ khẩu hiệu gì đấy thì công an ra mời vào làm việc Trời ơi, đấy. nay nay Hôm nay nay tôi là chọc được mua mở rồi, được mua mở rồi đấy. Còn một nay số là thành phần chủ chốt thì nó không ra mặt rồi. chủ chốt cái gì, thường thường anh nghĩ thằng Dũng vô ba nó cũng cái dữ lắm chứ, thằng đó là mất dạy nhất đó, thằng đó là Nó vẫn liếm là chị lăng về pháp thằng luật lắm đấy, nó thì là đội lốt cái nhà báo tự do nhà báo độc lập thôi, nhưng là á. đều tiếng của Nguyễn Nguyễn Quang A hết. Nó tự xưng nhà báo, thằng Dũng của ba bữa trước em làm cái lý kia chửi nó quá trời đó, thằng đó em ghét lắm. Dũng Vô Va rồi cái gì nhỉ, thằng gì Hùng ấy nhỉ, Sao em chửi cũng lên hả, em chửi được mấy bữa bị rờ gái thôi, vậy em chửi vậy là em chửi thằng của ba là cũng lên đó, em chửi được mấy bữa chừng cũng ba bỏ cũng bỏ bữa. vừa lúc chiều nay nó lại nó nói về kiện cho cái ông nào đi kiện ở trong kia đây, vừa lên hình Trong nào xong anh? xong cái vụ đấy rồi. Ở trong trong Nam ấy, À, thế là thằng vừa đó là vừa người vừa live xong cái là ông đi đi vụ này đi cái là dính luôn. cho anh cầm nguyện và anh sai phạm chia sẻ cho vui rồi, ok nên sĩ phạm đâu rồi. Ok ok Rồi 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 xin cảm ơn Hà My, rồi cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và tôi đã trả lại cái microphone cho Hà My nhé. rồi Thế Phạm chị mời lên nha. Cầm Nguyễn đâu rồi không biết nữa. Anh Cầm Nguyễn lúc nào phải có của em mới lên. Đang mời anh Sĩ Phạm đó. Chắc tới Phạm đã có mắt đó rồi. Mắt rồi. Chắc mắt công việc rồi. Đâu còn anh Cầm Nguyễn không? Anh Cầm Nguyễn đâu? Ok đi. Mấy giờ là ta? Tí nữa đi em còn bận. Ok rồi anh cầm Nguyễn đây này, nick mới nhìn anh không ra anh ơi, lên cho vui.
lên chia vui chia vui. Nóng quá. Ôi, Alo, chào chào anh. Hà My. Dạ. À, chào mọi người ở dưới đó nha. Tại bữa nay thấy Việt Nam vui quá, tại thắng lợi hoàn toàn cho nên mới tắm rửa thay áo mới, thấy đẹp trai không? Ê, đẹp lão chứ quên. Đẹp, đẹp, đẹp. Này, này thấy anh đẹp, đây thấy anh đẹp toàn diện, tóc là cũng đẹp, áo cũng đẹp. À. À, con trai nó nói anh sao ba già rồi, thôi bây giờ ba làm gì mà bà ở nhà bà không có áo quần hay sao mà bà bận đồ kỳ quá. Nó đi mua cho một đống quần áo, trời ơi thật khổ ghê. Anh đâu có bao giờ anh mặc đâu, ở nhà để mặc lại. Thôi bây giờ không có nói gì, nói giờ mấy anh ấy mà đọc tin hồi nãy anh mới lò mò anh vô. Tại cái nick mới này là thì ra tụi nó không muốn biết, nó không có, nó không có cấm. Cho nên anh vô thằng bên đi chương thì thấy nó tuyên bố trời đất ơi, bớ bà con ơi, bắt được ba thằng. Một thằng là gì đó, gì Dũng Vô Ba gì, một cái thằng gì mà nhồi nhồi đen nhồi đen nhồi vậy đó, đó gì, đúng 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 rồi đó thằng đó. À, với lại một người nữa, ba người bắt rồi đó, bắt mẹ cho Cát rồi. Linh, Cát Linh nha, con Cát Linh bị bắt nha, con mà hay kêu mở diễn đàn là hiến pháp á, là con Kim Chi ở trong Nam đó, ba người đó em theo dõi mà đó. Em theo dõi tụi lấy chim từng bắt từng đứa luôn mà, nhưng mà bây giờ đi kiếm nước, lại thì mất đứa là biết rồi. Nhưng mà bây giờ nó kiếm lại thì đâu mất rồi, nó gỡ mẹ nó rồi. À, để cái coi như bị bắt, tức như là bị bắt ba người đó. Với lại sáng nay coi cái tờ gì thì ở đâu cũng có một cái vụ bắt của hai thằng ba trợn, hai thằng đó giống như là đi xì ke sao á, công an nó bắt nó đưa đâu thì nó lấy miếng cạc tông, nó vẽ cái gì trên đó không biết nữa nhưng bị bắt rồi. Thì không nói chung nói chung thì coi như tình hình Việt Nam mình quá quá ư là sung sướng. Nói một cách khác mà nói mình nên mình đừng có phân tích kỹ quá thì chi cho nó mệt, mình chỉ nói là xong cái vụ này thì Việt Nam mình được lợi quá nhiều. Thứ nhất là du lịch nè, thứ hai là kinh tế nè, nói chung là đủ thứ loại là sung sướng rồi. Rồi mà cái vui nhất là có một cái bức hình rất là đẹp, ông tổng thống Trump mà đứng với cái lá cờ của đỏ sao vàng, cầm cái lá cờ sao vàng phải 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 đi chứ, trời ơi chắc chết rồi, kiểu này chắc chết rồi. Vậy thôi đồ với ông Trump theo gì cộng mẹ rồi. Đúng 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 đúng, chính xác, ông Trump cũng theo gì cộng rồi. Rồi theo gì cộng mẹ rồi, rồi khổ. Thì còn cái ông đó gì cộng đó là điểm thứ nhất. Rồi còn điểm thứ hai, hôm qua anh lên lên cho Trang nào ta, Trang Luli, Trang Bình Nguyễn, ảnh quên mẹ mất. Thì cái ông Kim Jong Un này cũng không có vừa gì, rồi tới Việt Nam mà ổng làm như nhà của ổng vậy đó, rồi má kéo cửa xe bọc sắt, xe bọc thép, rồi ổng kéo cửa sổ xuống, ông lấy tay ông chào. Cái đó là không có tiền lệ mà đã sợ chết, rồi sắm xe bọc sắt, nhưng mà tới Việt Nam là cảm thấy thoải mái quá, kéo cửa xuống, rồi kéo cửa xuống là nó nổi súng sao ta, chào, cái đó là không có tiền lệ. Ông nó cũng dữ dằn lắm, cũng thì ta thấy là, thì thấy cái ổng mà mở cửa ra mà ổng cái gia sự giao dịch này mà cái thượng đỉnh này mà thành công là ổng mở cửa ra là tao tuồn smartphone của Việt Nam với là xe Việt Nam ráp VinFast qua qua bên Bắc Hàn là được, mà tha hồ hốt bạc mà đã luôn. Bây tôi nói mà xong chuyến này là nghe ông nói là ông sẽ đi thăm mấy cái hãng thì đó, điện thoại di động á, hãng điện thoại di động rồi luôn á. Ai cũng vậy thôi, bây giờ em làm ăn vậy, thí dụ như em bán ra bên Trăng Trộn đi thì em phải chọn cái địa điểm chỗ nào bán được là bán không được thì ông nó cũng đâu có khác gì mình đâu, ông biết ông coi thử tình hình coi làm sao, ok được là ông mở cửa liền, tao khoái, tao là người đi ngày hôm qua bận cầu tuyết cho nên chả đi, tao không có hay chứ không lẽ tao sẽ cả bác theo chả rồi, thôi kệ cho chả đi trước đi, tao đi sao. nó y như tính về đấu chung mà tính đó. Đâu tháp tùng đi theo ổng á chứ, nhưng mà tại tháp tùng đi theo ổng không, nhưng mà tại trễ giờ với lại đi bắt cầu tuyết với lại để ra đi trễ, thôi kệ trễ trong đi trước đi, tao đi sau cũng được rồi, xong rồi kiểu này là thua toàn tập rồi rồi mà. Thôi mà mình nói vậy mình cũng không có phải là mình chọc khèo gạo thiên hạ, nhưng có cái điều là ngoài cái sự cố gắng mà chống phá đất nước của tôi á là không có được đâu, tại vì người dân Việt Nam đã nói rồi, một cái dân tộc không hề biết cúi đầu thì làm sao phá được. Đúng thì ra anh chỉ là thì anh chỉ nói một cái điều là anh rất là vui, tại vì người dân Việt Nam mình được lợi, kể cả du lịch nè, kinh tế nè, nghe nói mới đọc báo đây 100
order, tức nghe order tức là mua máy bay 110 chiếc máy bay Boeing ghê thiệt. Ồ, Dạ một đúng rồi đó. một chiếc là mấy chục triệu đô la mà mua một lần tới 110 chiếc. Ồ, mẹ Việt Nam vậy đâu có nghèo, giàu chết mẹ luôn, nghèo cái gì. Vậy mà tụi này nó nói mạt hạng nào tùm lum tùm la toàn này, tụi này xạo quá đéo tin được. À, thì bởi vậy thì không, nói chung là cái kỳ này theo thì anh nhận xét là cái cuộc họp thượng đỉnh là thành công 100% mà ông vui mừng. Cái chương mà ông tổng thống tôi đưa mới tới Việt Nam mà là ông tweet lên cái dòng Twitter liền mà cảm ơn đến Việt Nam là chào mừng ông đến một nhiệt tình. Thì ngày hôm qua anh cũng Dạ. tới với lại à đúng rồi, ngày hôm qua anh lên nói trên Bình Dương là có nghĩa là người dân hào hứng đây có nghĩa là họ tò mò và họ hiếu kỳ chứ họ cũng không phải nổi gì kiểu như cuồng Mỹ lắm đâu. Thì anh cũng nhắn nhủ một cái điều hôm trước hôm qua rồi, có nghĩa là coi thì coi vậy chứ không phải vậy, có nghĩa là người Việt Nam coi vậy chứ trong bụng trong 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 con người họ họ cũng có một Đợi sao em chút á, đợi em chút em qua hỏi gì Sun đây này đấy. Bắt người chống phá thì không sao, nhưng đừng bắt những người nói lên sự thật, câu nào sự thật câu nào giữ dối. Thôi nói ôi thật ra đi bạn ơi, bao nghe que thì nói không có cái câu nào mà nói lên sự thật hết, đó là tôi đi khẳng thẳng định lên luôn. mẹ Đà mà bao que mà vô diễn đàn với Trương Chột và những cái tụi mà chống cộng cực ngu thì không có câu nào mà sự thật hết. Nói thẳng, mình nói thật, mình nói cho vuông luôn đi à. Rồi mời anh nói tiếp. thì nói chung thì đất nước Việt Nam mình bây giờ thì quá sung sướng, nói thẳng là một cách vậy, quá tự do. Mà cái này anh đã nói từ lâu rồi, tự do đến mức độ quá trớn luôn chứ không phải bình thường đâu. Còn những người sống ở Mỹ này thì phải nói một cách đơn, nói một cách phải hiểu rằng là tự do mà trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Còn Việt Nam mình là hình như đã đi quá trớn luôn rồi. Thì ra vì chỗ đó anh đi mình không cần phải nói, mà mình cũng không cần phải nói, tại những người lãnh đạo các nước vào Việt Nam mình cũng không có phải gì, người ta đuôi người ta mù gì, người ta đã có tình báo, từng người ta có nhân viên, người ta có đất, người ta có lãnh thổ, người ta có súng đạn, người ta có, nói chung là tất tần tật ta có hết. Mày chỉ là dân đen làm sao mày, cái trình độ mày sao mày hiểu được người ta, một cái bối cảnh Dạ lịch đúng rồi sử mà tao 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 coi mà tao tức cười hoài được đó. Những bức hình bố lên mạng đó, tổng thống Argentina mà ra ngoài vỉa hè uống cà phê rồi tao thấy tức cười quá, tao nói rồi mà đất nước của đó. nó nhiều khi đất nước của nó nhiều khi nó không dám uống nữa. Nó uống nó sợ bị ám Đó. sát rồi. Đúng. Gì thủ tướng Canada đồ má cổi ở trần, bận quần sọt rồi áo thun ba lỗ rồi chạy bộ đồ ở ngoài gì bình thường giống như người dân người ta vậy. Mày thấy ai mà lạ, mà thấy có ai lạ lạ lùng vậy không? Rồi thấy không, mà thấy ông Obama không đi ăn bún chả trong rượu, nói chung là nhiều cái mà mình thấy tức cười. Có nghĩa là đất nước của họ 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 không dám, mà họ qua nước mình họ dám, thì có nghĩa là chứng tỏ là cái đất nước người đang thanh bình quá sức. Đó, muốn gì nữa đó. Mày nghĩ mày coi ở đất nước Mỹ nè, tổng thống Mỹ ở đất nước Mỹ nè, ổng mà xuống hoặc là ổng đi thị sát hoặc là ổng đi tới bữa tư bang là đủ, mà nó cấm đường cấm xã đủ, nó không cho xe chạy, nó chặn đường làm tùm lum tà la đường nói làm chi. Anh Thì đợi cho em tí em trả lời cái câu này con siêu có ra cái gì vậy? à này, đúng rồi nó nói câu này gì sun gì đây nói là yên lành bao bao nhiêu tuổi mà viết cũng sai nè, yên lành mà yên lan nè, yên lành bao nhiêu tuổi mà ăn nói Yên như lan con nít, không yên phải yên lành đó lan. mà để chữ yên lan, yên lành đấy mà để chữ yên lan, nói cái câu với bạn á nó bao nhiêu tuổi mà ăn nói. Trời Không. ơi, nói chung á những cái câu này ai con nít hay không, tao mang cái câu này là xuân gì đó, đó mới cái câu đó con nít đó, cái câu đó mới con nít đó, đừng nói người khác con nít nhé. Nhắc 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 cái vụ này tôi mới nhớ nghe, thằng Einstein gì là Hải Phòng, cái câu đầu tiên mà bác Trọng hỏi Trump ông nghĩ sao về đất nước Việt Nam của chúng tôi, thì Trump nói rất là tuyệt vời, còn gì nói nữa giờ. Thì mình không có cần phải nói nhiều, tại vì cái sự thật lúc nào nó cũng thắng cả. Tôi nói rồi, chính nghĩa với sự thật lúc nào cũng thắng cả, đây là bằng chứng nè. Từ hồi xưa tới giờ cái những người mà chống cộng cực đoan thì họ nói là sức mấy mà tổng thống Trump giống như ông Phan Kiến Trân đồ, sức mấy mà dám qua Việt Nam này, sức mấy mời thách đố tá lả rồi, là bây giờ nó đi ngược lại mấy ông hết trơn. Trời, đi ông nó thẳng ra mấy ông vừa hiện giờ là bàng hoàng á. Bữa nay sao không thấy AQ vô ta?
Thôi đừng có nhắc tới thằng đó anh ơi, tại em nói thật luôn á. Sao mấy anh không khoái phải thằng Awi, không phải em thấy cái không nghe phải cái thằng khoái Awi nói tự nhiên em ghét luôn, anh thật không tình luôn khoái á. nhưng mà anh không khoái nhưng mà anh để coi thử nó có chứng tỏ không biết nó biết cái mắc Thằng cỡ không đó không cần, em nói thiệt á, cái thằng đó không phải cần phải chứng tỏ với nó. Nếu mà theo cái thằng đó là em nói thật, thằng đó không phải là cần chứng tỏ với nó, thằng đó là không đáng, thật à tình thế luôn. thôi ạ. Mấy anh quan trọng vậy, đối với em mấy anh quan trọng vẫn khác gì em Không thật luôn. Thằng đó giờ anh em không quan thật, anh nói đâu nó nghĩ vậy cào chứ mấy anh không quan em tâm còn không muốn đọc nữa đó, chứ đừng có nói mà em nói em không muốn muốn đọc nữa rồi, đừng có nói này mà nhắc cái cái này tên đó. cái này thì cư xá Duy Tân bớt lên và dịch luôn ông Trump lại khen Việt Nam nữa, đây là niềm vinh dự cho tôi được đến Việt Nam lần thứ hai và bây giờ chúng ta là bạn tốt, tôi rất thích quý vị vì quý vị cho tôi xem sự phát triển của đất nước đó. Đã Trump nha, tổng thống Trump khen Việt Nam nữa nha, lần thứ hai lần thứ ba mẹ Rồi khen yên này, hoài tâm mắc cỡ quá. đúng rồi, nghe cái thằng đó thì nghe đó. Thôi vậy trốn kêu trốn luôn đi, đừng có lên nữa cho nó mệt. Thôi anh chỉ hỏi vậy thôi, tại vì thường thường nó hay nó hãy đợi đấy mệt quá. À, hồi Em nghe nhỏ cái không thằng đó nhớ. là em nghe cái đường lối em sướng hơn thật luôn. Ờ thì Những nó vô cái câu anh nói comment nó vô em, bây giờ em còn muốn đọc nữa. À, thằng đó không đáng, rồi cái tiêu luồng điều rồi. của nó là không đáng, Không, đây là nhắc bởi nên lại chỉ là thôi. Mà có nghĩa là dạ chứ anh ơi cũng thiệt. tổng thống Donald Trump ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa gì lật đổ cộng sản gì đó mà ông qua đây ông khen nước nở vậy cô trớt quớt rồi được, kiểu này nó ăn bánh vẽ rồi. Mà em Cứ nãy để giờ ba nghe quen nó thấy giờ ông Trump mà về như vậy á, không biết tụi đó giờ không biết là giờ giống như là bị nuốt kiệt tức á, anh biết sao, giờ nó không đang phải nuốt kiệt đâu, tức. theo anh nghĩ là có nghĩa là ông Trump về kỳ này là chết mẹ với nó rượu má nó đang cào đà nhà ông ra rượu. Không biết cào được không không biết nhưng mà nghe nó ớn lạnh. Đất nước khác Cái gì đủ mỗi chuyện tốt người dân hay là không tốt người dân thì người dân người ta phải nước cố phát gắng, người triển ta thì phải tôi rất vui, mắc mớ gì mà dân cái phát chuyện gì tào lao. chuyện có người. Ôi ba cái chuyện cốt rồi, nghe nhắc Tào lui nhắc lao tới mấy cái chuyện mệt lắm. ok thôi để cho Nancy lên đi, Nancy nói chuyện hay hơn Dạ anh. Anh chừng nào mà có ló mặt anh mấy cứ thằng kia nói những vô cái thì nào ông lên mới xin. vô được. À có rồi Tôi em, còn rồi có rồi em, rồi để anh còn xin đi. cái gì đây nè, đừng có dắt cái dù cốt cốt nè, nghe chán lắm rồi cái mà gì su su thôi, chuyện nào khác. Nói chung là ở đất nước nào như thế nào là mình chưa có tìm hiểu kỹ thì mình đừng có phê phán, đừng có nghe. Nếu mà không phải người chống cộng cực ngu thì đừng có nghe thông tin lên quá rồi đâm ra nhà nghĩ gì bị gì vậy. Hello chị. Chị chào em. Dạ, em chào chị, chào anh Long Thị, chào các anh chị em. Sao chị ăn hiếp bố em vậy? Đâu, chị đâu có ăn hiếp đâu. Chị la bố em đó. Thấy thấy ổng hiền mà chị lấn lá lấn ướt rồi Chị nghe mà nhắc cái tên cái chữ thằng Âu Quy là chị ghét rồi đó nè. đúng không? Tự nhiên chị ghét nó và chị đi chị la ổng. La đâu la, thì nó thôi đừng có nhắc tới thằng ông Mi nữa, Ủa nó thôi đừng nhắc tới thằng ông Mi nữa, chị nghe là chị chỉ xấu thôi. có một điều là vậy nè bố, cái account chính của bố bây giờ bị hack cho nên là bố có nói rằng tao đây cái tự nhiên là em cũng không biết là cái nào là ổng thiệt mà cái nào là không cho nên hiện tại bây giờ em chưa biết nữa mà em cũng chưa xác định nữa. Bây giờ bố là bố thiệt thì bố giơ tay lên nha. Để tí con add friend. Em chào anh Nguyễn Việt. Em chứ chị gì anh này, em còn nhỏ mà. Chào anh Phùng Nên. Em có biết nói gì đâu, em chỉ thấy vui mừng từ từ lúc hôm qua đã đón tiếp hai hai nguyên thủ rồi à, là em cứ mừng suốt như vậy thôi chứ à, tin mừng kế tiếp tin mừng, mình cũng quen với cái mùi chiến thắng rồi chị biết không, nên nên là Đúng nó cũng cũng sướng lắm.
mà biết bao nhiêu cố gắng của cả một dân tộc, giống như cả một dân tộc cùng chung tay để xây lên, mỗi người góp một viên gạch vậy đó, để xây nên được cái đất nước Việt Nam này trải qua bao nhiêu năm hả? Mấy chục năm rồi. Hà My bỏ ghim rồi mà. Đúng rồi, mấy đấy. Ngày nay mình mừng, hai ngày nay mình mừng. Nói chung là mình thì cũng hơi bị hư ở cái chỗ là toàn là tin mừng không, cho nên là toàn chiến thắng không à. Từ đá banh cho đến ngày mà 30 tháng 4 1975 các ông bà của mình đó làm chủ được cái nhà gì ta, cái đó gọi là gì, dân thống nhất, các ông bà mình được đem đem lá cờ đó để vẫy được vào dân ok ha, đem lại hòa bình cho đất nước. Nó thống nhất đất nước và đem lại cái hòa bình đất nước, nên chi giờ Mỹ với là ông ổn đó, bây giờ nhìn thấy Việt Nam nên chi mới hòa và đem tới là họp hồi đó, là mình cứ chiến thắng kế tiếp chiến thắng rồi cái nó cũng hơi bị quen chứ đâu. Đúng. Như mấy ông mấy bà Việt Nam Cộng Hòa xong bây giờ lại đẻ ra cái lũ rận chủ con á, chúng nó cứ nhục kế cái tích viết rồi nó không, nó chai luôn, nó cũng không còn biết cái nào nhục hơn là cái nào nữa. Nó bị đứt dây nhục rồi em, nó bị đứt dây nhục rồi. Đúng không? Bây giờ không biết là nên nhục cái nào nhiều hơn nữa. Chị ngày hôm nay em biết sao không? Buổi sáng sớm nó mở quốc ca, nó like, nó quốc ca ghê lắm. Úi dồi ôi, nó cũng làm cũng bài bản lắm nha. Chị ơi, chị livestream. Chị nghe chị nói là ê chủ, tụi mày phải trả bản quyền bài quốc ca đó đó, bài quốc ca đó của ông Lưu Hữu Phước là cộng sản bên tao, chúng mày chưa trả bản quyền đó, bỏ chạy mất mẹ, xong rồi nọ hoài không chịu trả, cứ cái bài quốc ca cứ dương lên mà hát. Rồi, lên hả? Rồi lát mời cho. Ok, có camera rồi đó Sun. Mình mời cho. Muốn lên thì mình sẽ cho lên. Sao đó? Có Sun xanh vậy hả? Ok, cho xanh lên đi cưng. Chị cho xanh lên, mình đang vui là mình hỷ xả đúng không chị? Chào Kim Thịnh nha. Mình đang vui, mình hỷ xả, mình không chửi. Mình chỉ mắt thôi, mình chỉ mỉa thôi, mình không chửi. Rồi. Ok chị. Chị mời, chị mời cái nhân vật đã lên. Dạ bye bye. Cứ múc lên thì cái nó Hà My ơi cho mình lên thì mình lên thôi, đâu có sao đâu mà không cho, mình cho hết. Mình là dân chủ lắm, diễn đàn này dân chủ lắm, không có giống như Trân Trột, Tân Thái đâu, mình dân chủ lắm. Ăn thêm đó nha. Ôi chào, chào Sun. Hello. Hello. Nghe không em? Nghe. Ok. Anh không phải Sun mà cái chữ đó là UFO, ok. Dạ thôi em kêu Sun đi, tại vì em biết đọc đi mấy tiếng đó UFO. Em thấy chữ Sun đó. Kêu Sun UFO. Đi. Bây giờ sao? Bây giờ sao, đam tiếng Việt hay là đam tiếng Mỹ? Không, mình người bên Việt Nam, tại là đang diễn đàn của Việt Nam thì cứ nói đi Việt Nam nói tiếng Mỹ chứ anh. Ok, vậy là anh cũng là người Việt Nam, anh đang nói tiếng Việt Nam mà. Đúng, vậy là đam tiếng Việt ha. Giờ okay, đang nói về không phải AQ đâu, AQ AQ gì mình không quan tâm tới. Bây giờ mình quan tâm tới là mình thấy đất nước rồi, quốc thái dân an rồi đúng không? Không có chiến tranh rồi này nọ, mình rất vui. Nhưng mà có những cái tiêu cực mình phải cần thay đổi đúng không? Anh nói tiêu cực em gì đúng. Còn đúng hay không á, thì em với anh là chưa đủ tầm cỡ để chưa mà nhận xét đủ hay không đủ. Còn đây là với anh với em lên thảo luận được hay không thôi, để xem như thế nào anh nói. Đúng. Nhưng mà trước mắt thì thấy mình là người dân đúng không, mình cũng thấy rõ ràng đúng không. Chẳng hạn những cái tiêu cực bây giờ nói về tham nhũng đi, ok. Em mới nói về đề tài đó không? Đề tài của em bữa nay anh biết là đề tài sàng sàng có anh em bên đây.
lên đây nói chuyện. Cái tham nhũng như thế nào ở đây, đất nước của Việt Nam thì em cũng sẵn, em nói cái đây cũng nói nhiều rồi, đúng không? Cũng nói nhiều rồi. Nhà nước và chính quyền, chính phủ ở đây đang xử lý. Ok. Đâu vào đấy. Cái học đất nước nào là... của anh bên sở? Ví dụ bây giờ hiện tại em hỏi anh này, bây giờ này, hiện tại đang sống đất nước nào? Ở đâu bất cứ nước nào cũng vậy, không cần biết sống nước nào, bất cứ nước nào cũng có tham nhũng và cũng có những cái tiêu cực, nhưng mà mình phải biết cái cách mình phải giải quyết nó như thế nào thôi, nhiều hay ít hay là cái gì, đúng không? Chứ nước nào mà không có, mình Thì chấp Việt Nam cũng giải quyết vậy chứ anh, chứ cái em thấy luồng điều thì xưa nay thì các anh thì lúc nào cũng đem ra cái chữ mà nói tham nhũng. Giờ nước Việt Nam cũng đang làm hay sao không làm? Sao anh biết không làm? Ok, đúng. Bây giờ anh nói cái chỗ Ok, nào bây mà giờ. anh triệt để hết 100% đi. Còn bây Đúng, giờ đất nước nào đúng. phải thấy đất nước phát triển đi lên là chúng em nhân dân ở đây chấp nhận. Đúng. Bây Chắc giờ anh chính nghĩ xác. đi, bây giờ anh nói cái gì mà triệt để hết 100%, nếu triệt để hết 100% thì nếu mà bắt đầu anh mới lên tiếng nói được. Còn Việt Nam Chính xác. họ Ok, đang, mình chính đồng quyền ý. họ đang giải quyết, dân dân em thấy rất hợp tình hợp lý, dân dân em thì Ok. ok. Còn thí dụ anh, thí dụ giờ anh đang ở bên đất nước Mỹ hay bất cứ nước nào thì em không biết, nhưng bây Đúng. giờ anh, các anh thì lên tiếng nói mà tối ngày á, thì các anh thì sống bên đất nước kia chưa có hiểu về gì đất nước Việt Nam nhiều, mà tối ngày các anh cứ Không, lên rồi không, không. người thì nói là chống Câu khác. cộng rồi nào là Cái tham câu nhũng mà được các tất cả ở cái đâu. câu mà My nói cái câu các anh á, mình phải nhận xét lại, không phải hoàn toàn ai cũng vậy, ok, không phải hoàn toàn ai mà sống ở đất nước khác người ta cũng nghĩ như vậy, Thì người ta biết cũng rồi lên anh kêu tiếng. sao, Mình kệ kệ, để cho anh nói thì anh cứ nói gì thì cứ nói đi rồi. ok, như cháu giống như cái đề tài nãy anh đề tới là đề tham nhũng đi, đúng không? Tại sao mà My nghĩ Tham nhũng đó nếu thì em mà nói nhiều, anh chị hỏi thì em trả lời thôi, còn nói cái khác anh là tại chính vì cái, phủ mà em giải chỉ nói quyết tại vì cái chủ đề này em á là em cũng nói nhiều rồi, còn biết anh có chấp nhận nữa hay ok không thì em vẫn sẵn sàng trả lời đây, tại vì em ok nói nhiều rồi, nhiều cái này cả năm nay rồi. Còn mấy anh có hỏi lui hỏi tới thì cái đó em thấy cũng, giờ bây giờ em thấy cũng không có tác dụng nữa, giờ vô dụng rồi, Không, anh tại vì thì các anh nói nhiều các anh cũng không chịu tìm hiểu ra thì nói thêm làm gì nữa. Giờ em chỉ nói chủ đề là ngày hôm nay là đó cả. Thí dụ anh, bây giờ em hỏi anh đang sống đất nước nào vậy? đó cũng không quan tâm, anh không quan tâm sống nước nào thì cũng không quan tâm mấy đó, Sao mình quan tâm sống là ở chẳng, đâu cũng em được cũng có nên hỏi chứ, tại vì anh nên lên đây á sao không quan tâm được anh? Tại vì anh lên đây anh nói ok là giờ muốn nói tiếng Anh hay tiếng Việt thì đương nhiên em phải quan hỏi tâm anh tiếng Việt hiện tại anh đang ở cũng đâu, mãi tiếng Việt vậy cũng thôi. vậy thôi, Nếu anh anh tôn chỉ trọng Việt anh cũng mãi thì vậy, tôi trả lời tiếp, nhưng mà quan trọng là còn quan mình trọng sao có được anh? cái lòng, mình nghĩ tới đất nước của mình đó, như vậy là tốt, đất nước phát triển thì mình rất mừng. Giống như cái trường hợp hôm nay 27, 28 là ông Donald Trump đúng không, với thằng Kim Trung Ổn heo gì đó, thằng Kim Trung Ổn gì đó, nó qua Việt Nam đúng không, tức là đó là một cái rất là vinh hạnh cho đất nước Việt Nam chúng ta để mà phát triển kinh tế sau này đúng không, tức là cái đường kinh tế nó có cái đường phát triển rất mạnh đúng không, thì cái đó là rất tốt, cái đó là cũng rất là vui mừng. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi có hỏi một câu này nè, tại sao những phóng viên nhà báo Việt Nam, những phóng viên tự do họ ra họ chụp hình hoặc là họ phỏng vấn đồ này nọ mà tại sao bị bắt là sao Ai là phóng viên? hả? Hay tự xưng tự làm phóng viên? Anh nói Vậy câu nói là bị bắt hả? Bị bắt là để em trả lời rồi, để đó anh nói vậy em hiểu rồi, em sẽ trả lời cho anh. Những cái đó là không phải là phóng viên, những cái đứa đó là mình, những cái gọi là dưới tù dân em ở đây nè, người dân dân em là đặt là chú cồi phá hoại trong đất nước này, biết không? Toàn là chống đối và lật đảng và đòi hả, đòi giết cộng sản, là những cái đứa đó là tiếp tay cho tù phản động là đặc biệt hải ngoại chống Cali Fort đó, nghe chưa anh? nhưng Chứ mà không em ai ở đây mà kêu không, nó phóng viên, phóng viên nào, ai cấp cho nó tờ giấy phóng viên? Toàn là nhưng đi mà bôi người ta nhọ đất cũng nước, tôi nói cho anh biết vậy đó. nhưng mà Phóng viên bây giờ nào chẳng đây? hạn như người ok bây giờ anh hỏi em mà bây giờ dầu cho người ta không phải là phóng viên hoặc là một người dân bình thường, người ta nói lên cái sự thật tại sao lại bị bắt, Rồi tôi bị sẽ trả mời lời lên anh làm nè, sao? câu nào sự thật anh chưa biết làm sao, anh chưa đoán là sao, anh nói câu nào sự thật Vậy đối với em đây, đối với anh, tụi này hàng ngày lên mở diễn đàn nói cho anh biết cái này, lên đây mở diễn đàn là toàn là đi lật đổ đất nước và chống phá lại đất nước, điều tụi em ở đây đều biết hàng ngày lên live. Ở những cái đứa này còn bình thường vậy, ai bắt ớ, số bao nhiêu người không bắt mà sao đi bắt những người đứa này,
Những người này là an ninh, họ sẽ biết, dân dân chúng em đã biết rồi, nhưng không cần phải trả lời đó nhiều. Nếu mà không làm hả, em nói sự thật luôn, nếu những người này mà đó là quá tự do lắm rồi đó, tự do là tự do rồi, đi lật đổ cộng sản đó, rồi đi giết cộng sản, là những cái đứa, những cái tay mà bị bắt đó đó, là con Cát Linh, tôi nói cho anh nghe là con Cát Linh, thần dụng vô va và đi bôi nhọ đất nước và dân tộc thì phải bắt. Đối với em, dân dân này ủng hộ bắt, sẵn sàng ủng hộ bắt những cái loại đó đi chống phá đất nước và nói xấu bôi nhọ đất nước, những cái loại đó phải bắt cho sạch. Nhưng không có mà ai mà ở nhưng trong đất mà nước này đi bôi nhọ, chứ nó ai mà nói phóng viên là đây, nói cho anh biết à, ai cấp giấy cho nó làm phóng viên, phóng viên bây tự giờ xưng hả? anh nói với em là không cần phải là phóng viên hay là một người dân bình thường, họ nói lên một sự thật. Sư nào nó thật, giờ em hỏi này, cái câu nào anh ở bên nước ngoài, cái câu nào anh xác nhận, tôi nói anh nó đưa ra sự thật tôi xem coi. Tức là những cái sự thật mà có hại tới đất nước, có hại tới đảng hay là cái gì là Nó cũng là phải hại bị đất bắt. nước, bôi nhọ đất nước, nên cho anh nên nhớ như này, bôi nhọ đất nước. Đối với em không cần trả lời với anh nhiều những cái câu đó. Khi nào anh xác định cái câu đó sự thật, anh mới nói, ta dính ở bên đất nước làm sao anh nhận xét ở đây là câu nói những cái người mà đi xuyên tạc đất nước như vậy là câu đó là sự thật. Anh trả lời tôi cái câu đó được đi, anh lấy cái bằng chứng nào cái câu đó người ta đang nói đó là sự thật, Ok, đúng không? vậy anh hỏi em, bữa nay em có theo dõi những cái người mà bị bắt đó là tại sao, lý do họ bị bắt lên không? Tôi Tại sao theo lý do? họ biết, không phải là cần người là tại tại sao về không, tại sao lý do gì thế nào, nó hàng ngày live stream lên bôi nhọ đất nước cả gần cả 2 năm nay, 3 năm nay rồi, nên chi là những phải lấy cái gì ở ở đất nước, ở đây chính quyền đất nước đây, trước khi bắt phải có bằng chứng tâm phục và khẩu phục. Nói nên chi, tại vì sao mà anh nghĩ không, ông Trump và ông Uẩn tại sao mà họ chọn đất nước Việt Nam này để tới đây để họp định an ninh Việt Chính Nam xác. này, anh nghĩ Bây đi, giờ em từ sẽ hiểu bây giờ ra tại sao bao nhiêu nước không nhưng chọn mà mà chọn bây đất giờ nước Việt Nam những về đây, an ninh Việt Nam ở đây. bây giờ những cái cơ quan đó nó làm việc như vậy, em thấy có cảm thấy có lợi hay có hại, trong khi á ông Trump và ông Uẩn đang qua nước Việt Nam mình đang dự, mà mình đưa những người ra như vậy Người bắt bớ nào những người, ra như vậy? tức là những cơ quan chứ có từ này nọ ra bắt bớ những người như vậy, em thấy có ảnh hưởng gì không, trong khi Làm nó gì mà chụp ảnh nó hưởng đưa, anh? tại Làm sao gì không ảnh ảnh hưởng? hưởng, vậy là Không cái có gì mà tầm phải ảnh chính hưởng. trị Những cái tầm mà tôi phạt đồng là phải bắt. Đi bây bôi giờ nhọ chẳng hình ảnh hạn như đất nước phải bắt. Đối với em không cần trả lời với anh nhiều. Tại vì anh là sống nước ngoài. Thì đối luật pháp an ninh Việt Nam ở đây không cần trả lời. Làm đúng theo đất nước Việt Nam. Không phải theo ai hết. Còn anh ở bên đó anh chưa biết cái câu đúng và sai, và nước họ làm cái gì cũng phải đúng, có bằng chứng, chứ không bao giờ họ bắt bày. Đối với em trả lời với anh là ok, là không cần trả lời nhiều đó, không bao giờ dưới dưới tù tôi, dân dân của chúng tôi ở đây ai bắt tụi một vô cớ đi bắt những cái tù có té đó hả, nó chỉ có đi bôi nhọ thì bắt thì đi tại tiếp vì các tay nó em thẳng không, luôn, đó là đi tiếp tay cho phản động, tôi ủng hộ. bởi vì tại vì các em không dám nói lên sự thật cho nên người ta đâu có bắt. Làm sao mà câu không dám, giờ tôi nói cho anh nghe này, câu nào không dám, đừng nói câu không dám, anh biết cái câu những cái người mà không dám là đi, chẳng qua là ăn tiền bên này ngoài thôi, phải không, ăn tiền lục chống cầm cực ngu bên đó thôi, còn ở đây tôi đang nước Việt Nam của tôi thôi, tới bao nhiêu cầm cờ họ đứng ra đường họ đón, họ đều vui vẻ hết, cả hàng ngàn người sao họ không bắt hết đi, mà chỉ bắt một 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 hai đứa đó là có lý do gì an ninh người ta bắt, an ninh cấp cao của người ta đương nhiên ta đi bắt những cái chuyện mà vô cớ như vậy. Một đất nước của ta mà anh đi nói chuyện như vậy kìa, ta làm việc mà anh đi nói chuyện như vậy à, bởi vậy các anh đừng bao giờ đừng có nói về ba cái chuyện mà chính trị này, các anh không đủ tâm, đúng không, các anh không đủ tâm, tốt nhất là các anh đừng có nói chuyện về an ninh của đất nước Việt Nam. Tại vì sao ta bắt, tại vì sao mà anh nghĩ ông Trump phải chọn về an ninh của Việt Nam và ông Uẩn họ chọn về an ninh của Việt Nam, họ phải công nhận trong đó họ mới chọn cái đất nước Việt Nam này, anh nên nhớ, các anh nên nhớ như vậy. Nếu các anh hả có hạnh diện đất nước này không, đối với dân dân chúng tôi không cần, nếu mà hạnh diện đất nước thì các anh nên hạnh diện đấy, đúng không, còn cái an ninh Việt Nam mà bắt bớ những người đó phải có một cái lý do, người ta bắt không phải là vô cớ người ta đi hà hiếp, nếu mà nó một cách người đàng hoàng không ai mà vô cớ với chúng tôi đây, không ai bắt hết, đây là đi bôi nhọ đất nước và chà đạp dân tộc, phải bắt. Đối với dân dân là chúng tôi luôn luôn ủng hộ những cái chính quyền chính pháp họ phải làm như vậy, chính quyền họ phải làm như vậy, nên chị anh đừng có hỏi cái câu mà vớ vẩn không chính xác, đừng nói câu lên nói tiếng nói đúng để cho em Hà My cũng vẫn trả lời với anh này được, mình đừng có nói câu đúng, anh ở bên đó tại vì sao anh chưa chưa biết gì, anh nói người ta đúng, bộ máy chính quyền Việt Nam ở đây hả mà đi, đi xử xử lý như vậy à, nên chị anh hả anh sống một đất nước bên đó rồi anh cứ tự hiểu,
Tại vì sao mà ông Trump và ông Út mà phải họ cho một cái đất nước an ninh Việt Nam để họ họp mặt, từ các anh tự hiểu đi. Còn an ninh cỡ như mấy đứa đó thì không, cái đó lý do gì người ta mà bắt mà đơn giản là ta đi bắt vậy? Các anh có cái đầu từ suy nghĩ ra đi. Các chỉ có những người chống cộng cực ngu họ không chấp nhận đó là quyền của họ. Ở đây luật pháp Việt Nam có quyền làm sai tao bắt, không phải theo ai cũng phải ý cò ý kiến gì hết nhiều. Làm sai là phải bắt, phải xử lý. Tự do phải trong một cái khuôn khổ, phải tự do quá trớn. Không phải là muốn quay đất nước này, là muốn sao là quay. Đối với tôi, dân ủng hộ phải tiệt để những người này. Tôi ủng hộ là nhiều. Làm sai. Tôi ủng tôi hộ ủng làm hộ sai đó. Là tôi dân dân ủng hộ những cái loài người đi chống phá đất nước này phải ủng hộ. Không cần nói nhiều. Những cái loài đi chống phá đất nước và bôi nhọ đất nước như vậy. Dân dân chúng ta đưa hai tay hai chân ủng hộ tuyệt đẹp những loài này. Càng bạ đó. Đó tôi kia là càng bạ luôn đó. Chứ đừng có nói. Xong chưa? Xong chưa? Rồi ok. Giờ tôi nói nè. Tôi nói đơn giản lắm. Tôi không có cần nói dài gì mà lắm. Nói dài dòng vô tao bắt mà. Tôi đồng ý với Hà My là những người nào mà rồi phạm tội chống phá đất nước thì có quyền kỷ luật. Nhưng mà tại sao những người phạm tội tại sao không kỷ luật? Tức là những người mà chẳng hạn như là cán bộ hay là cái gì đó rồi này nọ đàn áp đánh dân hay là ăn hiếp dân đừng hay có hỏi là dòng nói do lại cái này, anh kỷ hỏi luật. phải vô một cái vấn đề, còn anh hỏi dòng do quá, làm sao anh biết người ta không xử? Cái tối ngày hỏi tại sao không xử, các anh có quay hết chưa? Các anh chỉ coi những cái đài mà chống cộng đó, hỏi mà cụ thể sao làm mà xong không xử được, xong xử anh rồi cái đó xử, nhưng mà xong xử có thỏa đáng hay không mới được, xử có thỏa đáng hay không mới cái được nào chứ. Mà thỏa đáng thỏa đáng, nói chung họ làm Tại gì sao ở đây đất nước Việt Nam, tôi chính quyền Việt Nam tôi vẫn ủng hộ, còn anh quá đáng anh không thích là các đó là do quyền của các anh. Các anh luật pháp của bên của Mỹ là của Mỹ, anh bên đó, còn Việt Nam luật pháp ở đây chúng tôi vẫn ủng hộ, họ làm cái gì có phải đúng chính đáng họ mới làm. Chứ anh các anh tối ngày anh cứ hỏi là tại sao hoài thôi, hỏi anh hỏi là nhồng nhồng ấy rồi để cho lên là lát nữa anh lên hỏi tiếp rồi bye bye rồi. dạ là Tại sao họ vòng vòng cho gì yên tình lên đó. Rồi đợi tí xíu nghe anh về. Hey Hà My. Xin chào hết tất cả các anh chị em trên diễn đàn ha. Ai mà giống Quốc cái ta? Quốc Dương hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi, nó xài cái gì khác hả? Nghe tiếng nói là biết Quốc Dương rồi. Okay, cái Nicky bị mót nó nhai hết 30 ngày rồi. Giống Hà My. Thì cái anh khách mời anh nói là những cán bộ tham nhũng mà nhà nước không xử, anh có thấy anh có nhớ cái vụ Trịnh Xuân Thanh không? Cái Trịnh Xuân Thanh tham nhũng rồi trốn qua ba qua, qua trốn qua Đức rồi bị bắt về, thì các anh lại bên Trịnh Xuân Thanh. Các anh kêu là nhà an ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thế này thế nọ, các anh tôn thờ Trịnh Xuân Thanh giống như là người hùng. Rồi các anh xuyên tạc là Đức truy nã Bộ trưởng Công an Tô Lâm thế này thế nọ. Dạ em chào chị Hoàng Yến. Các anh nói những cái lời nói của các anh mâu thuẫn lẫn nhau. Khi mà người ta xử thì các anh nói là đấu đá nội bộ. Rồi ông Trịnh Xuân Thanh thì bị an ninh Việt Nam bắt cóc thế này thế nọ. Rồi khi mà những cái vụ án mà người ta đang điều tra thì các anh nói tại sao không xử. Cái lúc mà ông Trịnh Xuân Thanh, trước khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt mà ông Trịnh Xuân Thanh trốn á, thì các anh nói là Việt Nam thả cho Trịnh Xuân Thanh đi. Rồi khi mà Trịnh Xuân Thanh bị bắt về thì các anh nói là an ninh Việt Nam bắt cóc thế này thế nọ. Còn em nói anh còn em muốn nói cái vụ mà con à nhỏ, Đinh La Thăng, Đinh La Thăng chứ mà Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng không, cái Trịnh Xuân Thanh là bị đi trốn qua Đức rồi bị bắt về, còn Đinh La Thăng thì vẫn ở Việt Nam. Đinh La Thăng là bí thư thành ủy đó, trước khi ông bị bắt đó. Rồi em nói về cái vụ mà hai đứa dân chủ cội bị bắt đó, là em nói thật á, cái gia đình của hai đứa này phải cảm ơn an ninh Việt Nam.
Tại vì tụi nó mà nếu mà tụi nó lỡ sớ mà ra mà biểu tình hay là chặn xe gì của Donald Trump thì nó sẽ bị bắn chết. Cái đó an ninh Việt Nam bắt giữ nó là Giữ mạng bảo cho nó vệ đó. sự an toàn cho nó. Bảo vệ sự an toàn cho nó tại vì đã có trường hợp là người Việt Nam ra chặn xe tổng thống Mỹ là đã bị có cái tin đó là đã bị an ninh Mỹ bắn chết. Thì an ninh Việt Nam là tạm giữ con nhỏ Cát Linh với lại Dũng Vô Va gì đó, đó là bảo vệ sự an toàn cho hai đứa đó, gia đình của hai hai người đó, và giống như những người giống như anh phải biết cảm ơn an ninh Việt Nam. Còn về cái trường hợp mà anh nói là có những người mà kêu là phóng viên á, khi tác nghiệp á, là người ta được vụ báo chí cung cấp cho cái thẻ phóng viên, là cái thẻ hành nghề tác nghiệp trong những cái sự kiện quan trọng, chứ đâu có phải là anh nói là anh phóng viên là anh là được là phóng viên, là anh muốn đi đâu anh đi, anh muốn quay cái gì đó anh quay. Cái này là cái cuộc họp thượng đỉnh quốc tế nó rất là quan trọng, cho nên nó phải có cái kỷ luật đàng hoàng, chứ đâu có phải là mình muốn tới chỗ nào cũng được, mình muốn quay chỗ nào cũng được đâu. Thì đó đó là những điều anh muốn nói. Với một cái nữa anh nói chứ, anh nói là ở Việt Nam là tham nhũng thế này thế nào nọ, em nói với anh á, em sống ở Mỹ nè, đồng ý là nước Mỹ nó ít có tham nhũng, nhưng mà không phải là không có. Cái hồi đó cái ông Obama, ông là thượng nghị sĩ của Chicago, lúc mà ông lên ông làm tổng thống thì cái ghế thượng nghị sĩ của ông là nó trống, thì những cái người ở đó đã bán cái ghế của ông Obama, thì đó là hình thức tham nhũng chứ gì. Cho nên các anh á, thì nếu mà các anh không có cái thành kiến với cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thì các anh không có cần phải đóng góp hay là thế này thế nọ, chỉ yêu cầu các anh nói sự thật, không xuyên tạc về đất nước. Dạ em chào anh Nguyễn Nguyễn Việt. Các anh sống ở một cái đất nước văn minh thì các anh nên biểu hiện là một người văn minh, nói sự thật, nói có dẫn chứng, không nên xuyên tạc. Tại vì khi mà các anh xuyên tạc thì người ta đánh giá các anh rất là rẻ. Vậy thôi, mình có nhiêu đó thôi. Hà mi Rồi, mày Hami, cảm ơn Dương nghe. Đổi ok, đổi đổi. bye Hà mi, Rồi. bye các anh chị ở dưới. Rồi. Em nào lên ok Hami. Nguyễn Việt nè. Anh Nguyễn Việt thoát ra đi anh Nguyễn Việt ơi, không có camera anh Nguyễn Việt ơi, chưa mời được nè. Anh thoát ra đi, rảnh bấm ok em nhìn coi có camera không anh Nguyễn Việt. Thoát ra đi rồi vào lại, em chưa mời được. Gửi yêu cầu em chưa mời được. Anh thoát ra đi, được vào lại. Nên thoát ra đi rồi ok lại. Anh Thủy đợi chút xíu nha, anh xì phạm. Không anh xì phạm bên trả lời tí xíu anh Long Thủy đợi. Cứ ok hello chị à, em nói một tí em nói một tí em sẽ xuống liền để anh Nguyễn Việt lên nha, chị vẫn nghe em nói phải không? Nghe em chào lại mọi người. Cái anh Quốc Dương vừa rồi đó, ảnh nói rất là chính xác đó anh. Em thấy anh nói rất ngắn nhưng mà đầy đủ chi tiết và đầy đủ
cái thông tin và cái cách nói của anh đó, những người khôn, những người hiểu biết là sẽ hiểu gì anh nói. Tức là mình đã là người mà sống ở một cái đất nước mà coi như là nó hơn được những cái đất nước thế giới thứ ba đó, thì câu của mình nói ra nó phải chắc, nó phải có dẫn chứng, nó phải đầy đủ, chứ không thể bịa đặt và xuyên tạc thì người ta đánh giá thấp chính xác. Lâu nay người Việt Nam chúng ta đó đang nhìn tới những người chống cộng cực đoan này ở một cái cách nhìn rất là khinh thường, không hề cho họ một cái giá trị gì hết, phải không chị Hà My? Đúng rồi em. Hello. Ok. Đúng. Đúng không? Tại vì họ thường xuyên xuyên tạc. Quay ngược trở lại câu anh khách mời mà lúc nãy lên ở bên phía kia lên nói đó. Anh nói rằng ban đầu thì em thấy anh cũng ém dữ lắm. Thì nói chung là anh mà biết ém như vậy thì cũng đỡ rồi, chứ thay vì anh chửi. Nhưng mà anh khách mời cũng nói là nếu như anh có thẻ nhà báo, ai người ta cũng được cấp thẻ nhà báo hết. Thì hả? Tell all mine. You go ahead. Okay. So thì anh đã nói rồi, bây giờ nói tóm lại á, là mình phải như thế nào thì mình mới bị, như bao nhiêu người dân người ta có bị gì đâu. Mà anh vô anh nói, còn cái vụ tham nhũng á, em cũng đưa ra một vụ ở bên Houston cho anh nghe nha. Anh à, ở bên cái bang này á, thì nó cấm đánh bài. Cho nên là ở đây có những cái cửa hàng họ không. Cái những cái phòng game á là nó cũng là dạng bài bạc trá hình đó. Thì nó lời nhiều quá, nó kiếm được tiền nhiều quá. Cái nó không biết làm sao đó. Nó muốn mua xe tốt, xe đẹp á. Cái nó mới làm anh với lại mấy người cảnh sát ở bên Houston này nè. Xong rồi nó mới đưa tiền cho mấy ông cảnh sát ở bên đây đó mua Lamborghini. Tức là tại vì cái thằng ở bên đây mà mình kiếm tiền không có chân chính đó chị, thì mình đâu có xài được. Tại vì thuế với các thứ là nó phải khớp nhau. Mà một cái xe Lamborghini là từ 200 ngàn cho đến 500 ngàn. Anh làm có 5, 6, 70 ngàn một năm, làm gì mà anh lại có tiền anh mua những cái xe đó. Cho nên cái thằng chủ của cái phòng game mà nó là bài bạc trá hình đó, nó mới đưa tiền, nó nhờ một nhóm 2-3 ông cảnh sát ở Houston này nè, người Việt hết, mua Lamborghini. Thì đến khi cái vụ đó bị phanh ra, mà cái vụ đó là mới vừa năm 2017 đó. Cái đó có phải là những chuyện vừa là tham nhũng, vừa là anh bậy, anh dơ, anh bẩn không? Đúng không? Nếu mà anh mà tại vì em đang ở ngoài đường nên em không có đưa lên được thông tin, nhưng mà thông tin đó Houston ai lên cũng biết hết. Bởi vậy anh mà muốn nói đến tham nhũng á, thì anh phải biết rằng ngay trước mắt anh cũng có nha. Anh đừng nói không như vậy. Còn ở Việt Nam, người ta có giải quyết là được. Anh nói á, anh nói anh mừng cho đất nước. Anh có quyền gì mà anh gọi ông Kim Jong-un là con heo. Em biết là anh ém dữ lắm. Anh qua cái live này thì anh ém dữ lắm. Nhưng mà anh cũng không có nhận được nên anh gọi con người ta là con heo. Thực ra thì lâu nay em bắt đầu để ý đến chống cộng cực đoan á. Em thấy các anh chị riêng về cái phần mà đầu óc não về phân biệt mọi thứ á, nó ở cái mức độ mà nó cực kỳ là thấp. Tại vì anh không tìm hiểu được tâm lý của một con người. Anh chỉ nhìn thấy con người ta là ở cái đất nước đó như thế, thì anh coi thường người ta như vậy. Nhưng mà cái ông Kim Jong-un đó, dù gì anh có nghĩ rằng ông ta cũng biết lo cho người dân của đất nước ông ta không? Người nào cũng phải biết lo cho, bảo vệ bản thân của mình. Ông đi gặp Kim Jong-un này, ông không, tức là ông lo cho cái sự an toàn của một quốc gia, ông mong cho đất nước của ông đi lên, đúng không? Phải đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Đúng không? À,
tức là người ta không biết lo cho dân người ta. Còn người ta như thế nào mà anh có quyền gì anh gọi người ta là ông đó là con heo? Tại vì không phải là một mình anh. Tôi cũng nghe các đài báo của các anh như bình thường. Và các anh á, chê trách ông này rất là nhiều điều. Thứ nhất á, nếu mà so về vị thế thì các người chẳng làm được cái gì, không được chức tước gì, không có quyền hạn gì mà đi chê cái người người ta cao hơn mình ha, là điều thứ nhất. Thứ hai, mình cũng không hiểu gì về bản chất con người ta mà chỉ nhìn thấy là chê người ta là con heo. Và cái thứ ba nữa, cái này nó không nằm riêng cho ông một mình ông Kim Jong-un, mà nó nguyên cái phần này nó có cả của cái hiệp định. Các người nói rằng ông Trump chỉ nói ra những lời xã giao đối với Việt Nam. Tôi sẽ phân tích ngay là thứ nhất, bản chất của mấy người không mong điều gì tốt xảy ra cho Việt Nam. Việt Nam mà càng đi lên mà càng tốt bao nhiêu thì các người càng tức tối bấy nhiêu. Cho nên á, những cái nhận xét của các người nó cũng chẳng chính xác. Còn vấn đề nói rằng là ổng có xã giao hay không, ổng xã giao mà người ta bán được 100 cái Boeing là được rồi, đúng không? Ổng xã giao mà ổng kiếm được 21 tỷ, Việt Nam lại mua được bằng đó cái máy bay, xã giao đó hả? Có phải là xã giao đó thì cũng nên đã xã giao không? Hả? Còn mấy người á không xã giao mà chẳng thấy được cái mẹ gì hết. Em nghĩ là có nhiều người lên, nhưng mà thực ra cái anh Quốc Dương vừa rồi á, anh nói ngắn mà nói rất hay. Đó cũng là những ý mà em muốn nói, thì em chỉ thêm cái phần của những người mà chống cộng cực đoan này ưa gọi Kim Jong-un là thế này thế kia. Rồi những cái sự thành công của Việt Nam á, thì cho rằng đó là xã giao. Rồi những kẻ bị bắt á, là những đứa như thế nào, những thành phần như thế nào thì lại bảo là nói lên tiếng nói. Sự thật nhà báo đâu, 3.000 nhà báo kia người ta ở tất cả các nước trên thế giới, tại sao người ta được cấp thẻ? Thấy nhục chưa? Thôi em chỉ đến như thế thôi nha, em xin xuống để cho những người khác lên. Chào các anh chị em, bye rồi, bye. Anh được việc. Okay. Em cái tắt xong rồi đầu tôi mới nói cái gì Xuân này nói này là bao nhiêu người chống cộng, bao nhiêu người chống cộng, vậy là bằng cộng ra được bao nhiêu người chống cộng ở trong đất nước này, hay người khu Cali hả? Ở đây ai dân ai chống cộng có xem chưa hả? Ở đây ai cũng chống cộng hết, lấy đâu ra con số lượng đó, nói gì mà cũng nói được hay. Em đang mời anh Việt á. Chào anh, chào lâu ngày quá rồi. Chào em, khỏe không? Là diễn đàn nhé. Lúc nãy anh vừa đi làm về, anh vô tình anh vào anh nghe cái thằng Sun Sun gì ấy, nó vào cái nó xun xào xun. Em nó nói bảo bây giờ mình đam tiếng Việt hay là tiếng Mỹ. Cái thằng chó, mày đang nói chuyện với người Việt Nam mà mày hỏi như thế hả? Này, các con chó chúng mày có tiếng nói riêng à, có ngôn ngữ riêng là tiếng của ba que à, đúng không hả? Tao không thích chửi nhau mày đâu, nhưng mà tao nghe tao xin lỗi, cái ngứa dái lắm, xin lỗi. Từ làm cái thằng đàn ông mà mẹ nói chuyện với phụ nữ mà không nhắm thòi cái mặt ra mà nói chuyện, đây còn làm cái con cặc thì xin lỗi mày. Chị em thế này mình phải nói như thế chứ. Tao nói cho mày biết, tao về Việt Nam 2 tuần ấy. Có bằng tao ở 10 năm. Ở bên đây ấy, ở bên nước ngoài tao nói mày, miếng ăn miếng nhục lắm. Ở Việt Nam ấy, uống một cốc rượu thôi, có 4-5 người bạn, 9.000 người 10 bạn tâm tập trung lại ăn uống với nhau, nhậu nhẹt với nhau. Nó sung sướng như nào. Ở bên đây ấy, cốc lon bia ấy, ngồi thui thủi nhà uống một mình thôi con ạ. Ở bên Mỹ cũng thế. Mày mày sống mày mở cái ấp chó mà mày ra mà trong cái đầu ấp của cái tụi ba que chống phá đảng nhà nước, rồi chúng mày chỉ có màu tối thôi. Chúng mày biết đất nước Việt Nam người ta làm bao nhiêu mồ hôi nước mắt, người ta mới xây dựng đất nước không như ngày hôm nay hay không? Chúng mày không biết, chúng mày không cổ vũ, chúng mày chỉ có để con mắt chúng mày lòi ra để cho mày thấy cái cục lông dái của người ta thò ra là chúng mày nhặt hả? Làm con người chúng mày phải mở óc não, cái thằng chó này hả? Tao phải nói gọi mày là chó là tại chúng mày là chó chứ không phải là người. Với con mắt của tao, tao cũng là một người xa quê hương, nhưng mà trong trái tim tao, lúc nào đất nước Việt Nam quê hương tao cũng trong đây. Dù đất nước nghèo hay đất nước như nào cũng là cái nơi chôn rau kết rốn của tao. Cho là tao quốc tịch Thụy Điển đấy, nhưng mà làm cái gì? Tao mà trộm cắp hiếp dâm thì nó cũng đuổi tao về Việt Nam, nó cho trục xuất tao sang Mỹ hay không? Cái thằng chó, xin lỗi anh phải nói cho nó như thế để nó biết.
không sao. Mày được ăn được học hả? Mày được lớn lên ở đất nước Mỹ văn minh như thế mà không hiểu cái đạo lý làm người của mày hả? Hả? Mày xuống sao mà xuống? Hả? Mày được ăn được học ở bên Mỹ mày đáng phải hiểu biết hơn những người ở Việt Nam chứ. Mẹ mày tự nhiên thì tao nói cho mày biết ở Thụy Điển đấy nhá. Ở bên Mỹ tao không dám nói ở Thụy Điển này. Khi cảnh sát nó đã chăng một cái dây này ra là cái giới hạn này này. Mày bước vào cái nó bắn pèo ngay con ạ. Chứ nó bắt cho mày à? Việt Nam quá nhân đạo đấy. Còn hỏi tại sao người ta nó bắt? Người ta đã cái chăng cái dây là người ta mang xe tăng người ta chạy quanh vùng đấy mày còn vào mày làm gì đấy hả? Cái chỗ mày có chơi đấy à? Hả sao mày ngu thế? Mày còn hỏi câu nói như thế? Hả? Làm người mà mở cái óc ra. Làm cái thằng đàn ông cũng phải làm một con người đàn ông Việt Nam sống theo cái lối đàn ông của con người Việt Nam hả? Hả? Hỏi tại sao lại bắt mà người ta đang họp cuộc họp đâu phải cuộc họp làng họp xóm đâu hả? Cả cái thế giới người ta nó nhìn là người ta đã chăn dây, người ta đã cấm chỗ nào không vào, chỗ nào được vào. Mày vào nó bắt, nó không bắn là mày rước cái mày đấy. Còn nói tại sao lại bắt? Hỏi ngu như con chó. Mà cứ làm như là chỗ nào mày, chỗ nào được vào, chỗ nào không được vào, người ta đã phân ra rõ ràng rồi. Mày hỏi tại sao lại bắt? Hỏi như con ngu thế hả? Sao hàng ngày mày ăn cái gì ở bên Mỹ hả? Tao hỏi mày biết. Tao nói cho mày biết mày sống ở bên Mỹ nhá. Mày hút nước mắm của Việt Nam nhá. Mày ăn phở của Việt Nam nhá. Mày ăn hạt tiêu của Việt Nam nhá. Thằng chó. Lúc nào cũng chúc giữ cho quê hương. Cái loài chó của chúng mày. Với quê hương đất nước chúng mày chỉ có màu đen thôi. Cái loài người chúng mày không muốn sống làm gì. Nói khát nước anh mời cả nhà uống bia cho anh xuống rồi để uống bia chứ. Đấy miếng ăn là miếng nhục đấy. Ở bên đây chỉ có miêu một mình thôi, nhục lắm. Không phải xuống trường gì đâu. Ông biết mình buồn quá hả? Về Việt Nam 2 tuần nhé. Về một năm 2 tuần nhé, đi chúc Tết chúc cho hết 1 tuần rồi. Còn 1 tuần chả làm gì, 1 tuần là chơi trò chơi bắt cá với mò nghêu mới vợ, thế là hết 1 tuần thế là hết, thì về quê buồn lắm. Thôi chào cả nhà nhé. Tức quá cái thằng kinh. Cho lên phải lên lên đây hỏi cứ đam tiếng Việt cái đam tiếng Anh. Ok, mình người Việt đam tiếng Anh gì á. Anh em và lên thì bấm ok cho em nha. Anh em đã ok thì không biết mời lên. Khổ ghê vậy. Anh em lên đây đam tiếng nói tiếng Việt một rồi đam tiếng Anh. Anh này nè, anh Nguyễn Xuân Xuân.